chương 611, Vãn Hương giác ngộ. Vãn Hương cũng từ hư không phong tỏa phó bản trung quay trở về chăn nuôi giả chủ thành. Nàng cùng thêm nải không tăng giá bất đồng, chức nghiệp là ưng nhãn nàng không có kiên trì lâu lắm, mới vừa tiến hư không phong tỏa phó bản, không đến nửa giờ thời gian đã bị hư không trùng tộc cấp giết chết. Vãn Hương cũng vì thế trả giá đại giới, nàng cấp bậc từ 70 cấp trực tiếp rớt tới rồi 68 cấp 89% kinh nghiệm. Cái này làm cho Vãn Hương có chút nặng nề ngồi ở chăn nuôi giả chủ thành ghế dài thượng mở ra cấp bậc, bậc bảng xếp hạng thêm nãy không tăng giá tên này cao cao treo ở cấp bậc bản xếp hạng thứ 5 vị trí. Vãn hương tính cách xác thật có hảo cường một bộ phận, nhưng này hảo cường cùng tự tin một bộ phận, ở chơi thánh linh lúc sau lục tục gặp mấy lần đã kích. Bởi vì thánh linh so nàng cường người chơi thật sự là quá nhiều quá nhiều, thậm chí còn so ưng nhãn cường chức nghiệp cũng quá nhiều quá nhiều. Ưng ừ nhãn cái này chức nghiệp cũng chỉ là một cái công năng tính chức nghiệp, trước kia thánh linh trung phó bản khó khăn đều không tính cao, nhưng lần này hư không phong tỏa phó bản, làm vãn hương thể nghiệm tới rồi ưng nhãn cái này chức nghiệp cực hạn tính, nhưng vãn hương cũng không tính toán từ bỏ chính mình chức nghiệp bởi vì đây là nàng yêu thích nàng bản mạng chức nghiệp đây cũng là nàng chỉ có so tuyệt đại đa số thánh linh người chơi càng ưu tú địa phương nhưng vấn đề là nàng nên như thế nào đuổi theo đại gia bước chân đại gia thật sự chạy trốn thật nhanh chỉ chớp mắt liền nhìn không thấy bóng dáng đây là chân chính làm vãn hương có chút tuyệt vọng cùng tâm phiền ý loạn địa phương nàng sở chỉ đại gia chính là dược động hạch tử hiệp hội vô danh giả còn có mặt khác thánh linh đứng đầu các người chơi hư không trùng tộc phiên bản còn không có ra thời điểm Vãn Hương còn có thể đảm nhiệm đệ nhất phát ra vị đã chịu tuyệt đại đa số đứng đầu hiệp hội đoàn đội hoan nghênh, nhưng hiện tại, ưng nhãn là không hề bị phiên bản yêu cầu chức nghiệp, là bị phiên bản sở vứt bỏ chức nghiệp. Vãn Hương sở biết rõ các bằng hữu, bao gồm Giang kiều cấp bậc đều đã đến 70 cấp, thậm chí còn 75 cấp. Nàng không thích kéo bất luận kẻ nào chân sau, không nghĩ trở thành đoàn đội trung kém cỏi nhất kia một cái bị đá ra, đặc biệt là nhất không nghĩ làm Giang kiều thất vọng. Lúc ban đầu là Giang kiều mời nàng gia nhập hắc tẩn kỵ sĩ công lược tổ nhưng hiện tại Giang Kiều ở lâm vào hư không ăn mòn nguy hiểm khi, Vãn Hương có thể làm cũng chỉ có ở bên cạnh nhìn. Nàng! Đã không nghĩ lại thể nghiệm mấy ngày hôm trước cái loại này bất lực cảm giác. Làm sao bây giờ? Gia tăng luyện cấp thời gian sao? Vãn Hương gần nhất đã đem rất nhiều môn tự chọn cấp khoáng rớt, học tập cùng trò chơi hai người chiếu cố đã làm nàng phi thường mỏi mệt. Thánh Linh ngươi tự hồ thực không cam lòng. Một cái xa lạ thanh âm ở Vãn Hương bên tai vang lên, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên phát hiện trước mắt đang đứng một vị có chút quen mắt bà cố nội. Ngươi là, vãn hương nói còn chưa nói xong, nàng phát hiện chính mình sở ngồi vị trí đã thay đổi. Không hề là vĩnh tục ngoài thành thành công viên, mà là ở một cái xa lạ nơi. Cái này làm cho vãn hương lập tức đứng lên dơ lên trong tay, tử vong tán ca, nhắm ngay trước mặt người. An Ma, ở các ngươi thánh linh giả thiết trung là vĩnh tục thành phía sau mà người thống trị. Thần thương An Ma là một cái thực ngắn gọn tự giới thiệu. Xin hỏi. Có chuyện gì sao? Nếu không phải thần thương An Ma trên đầu tên là đại biểu bên ta trận doanh màu xanh lục, vãn hương khả năng liền trực tiếp khấu động thủ trung súng ngắm cò súng. Làm thí nghiệm. Thí nghiệm. Vãn hương rất tò mò chính là nàng phát hiện nàng cùng thần thương An Ma nói chuyện với nhau. Là không có khung thoại tồn tại. Thánh Linh, ngươi ở bởi vì ngươi chức nghiệp đoạn bản mà bối rối. Thần thương An Ma liếc mắt một cái liền chọc trúng vãn hương suy nghĩ cái gì, tay nàng thượng đột nhiên xuất hiện một cái đồng hồ cắt triển lãm cho vãn hương cái này đặc thù đồng hồ cát không ngừng là một trên một dưới hai cái cái phễu, mà là có suốt bốn cái cái phễu. Ở ta trong mắt các ngươi thánh linh chức nghiệp tựa như cái này đồng hồ cát, đồng hồ cát trung hạt cát đều là giống nhau, nhưng nào đó cái phễu trung hạt cát tổng hội nhiều một chút, một cái khác cái phễu trung tổng hội thiếu một chút, mà ngươi chức nghiệp là như thế này. Thần thương an ma trong tay đồng hồ cát trung trước hai cái cái phễu tập trung tuyệt đại đa số hạt cát, mà ở này hai cái cái phễu trung hiện ra viễn trình công kích cùng ẩn nấp năng lực mặt khác hai cái gần như không có hạt các cái phễu thượng còn lại là lực phòng ngự cận chiến năng lực đa số thánh linh chức nghiệp đều là như thế đối với các ngươi tới nói chính là chức nghiệp cân bằng thần thương an ma trong tay đồng hồ các đột nhiên lại lần nữa bị kéo trường nhiều ra mấy cái cái phễu nhưng mặc kệ như thế nào phân phối trong đó hạt các trước sau đều là đồng dạng có lẽ các ngươi trung có cực kỳ ưu tú thánh linh có thể được đến sau bình thường thánh linh càng nhiều hạt cát nhưng bản chất vẫn là bởi vì các ngươi có thể thừa nhận vệ thần chi thần năng lượng liền này đó chức nghiệp cân bằng thứ này giang kiều cũng có ở làm nhưng ở đối mặt ngoại địch thời điểm giang kiều đương nhiên là kỳ vọng thánh linh chức nghiệp sức chiến đấu một cái sau một cái biến thái nhưng các người chơi có thể thừa nhận lực lượng liền nhiều như vậy cho nên giang kiều đành phải đặt hóa chức nghiệp từng người khuynh hướng cái này làm cho người chơi đoàn đội ở đối mặt phức tạp tình huống khi có nhiều hơn lựa chọn ta biết vãn hương cũng biết chính mình ưng nhãn ở một cái tình huống hay thay đổi lẻn vào thức võng du trung là một cái thực râu chức nghiệp, đa số dưới tình huống tới nói đều là như thế. Vãn Hương đã tận khả năng muốn cho chiến trường thế cục thích hợp chính mình chức nghiệp, liền cùng chân chính cao chơi giống nhau, sáng tạo thích hợp chính mình phát ra hoàn cảnh. Nhưng này đối ưng nhãn tới nói quá hà khắc rồi. Ta có thể cho ngươi gia tăng một ít cắt sỏi, thánh linh. Thần thương An Ma trong tay đột nhiên xuất hiện một tiểu đoàn màu bạc hạt cắt bị rót vào vào nguyên bản đại biểu Vãn Hương đồng hồ cắt trung làm ngươi không như vậy. Thiên Khoa Ngươi nghĩ muốn cái gì? Vãn Hương nháy mắt trở nên phi thường cảnh giác, giống như là đi đến nửa đường đột nhiên gặp được một cái nói nơi này có ăn ngon kẹo lan bà ngoại giống nhau. Thí nghiệm một ít đồ vật, còn có ta quan sát quá ngươi ở trên chiến trường biểu hiện, ngươi ở ta gặp được sinh vật chủng tộc trung là rất có thiên phú một vị chi nhất, tuy rằng xa xa so ra kém ta hiện tại học đồ. Thần Thương An Ma nói tới đây còn không quên phơi một chút Rosa. Vãn Hương đại khái đoán được Thần Thương An Ma đang nói ai, năm đó có thể đánh thượng tối cường vương giả phân đoạn Rosa xác thật không phải nàng hiện tại có thể so sánh vãn hương cũng đánh quá đấu trường tốt nhất thành tích chính là một cái toản năm che giấu nhiệm vụ nói ta tiếp thu vãn hương không hy vọng có thể trở nên rất mạnh nàng chỉ hy vọng có thể đuổi theo đại gia nền bước không cần bị đá ra cái kia vòng không cần tiếp thu quá sớm ta tham gia chỉ sợ sẽ phá hư các ngươi thánh linh cái gọi là chức nghiệp cân bằng đến lúc đó ngươi khả năng gặp mặt lâm phong hào trừng phạt thần thương an ma học tập năng lực phi thường mau chủ yếu là phó bản lĩnh chủ ký túc xá trung sổ tay cho nàng không ít thánh linh sinh hoạt tập tính còn có thông dụng ngữ. Phong Hào Vãn Hương nhớ không lầm nói thánh linh khoảng thời gian trước mới đóng cửa một đám tài khoản, Phong Hào nguyên nhân là này phê tài khoản lâu lắm không có online, cấp bậc cũng đình trễ bất động, cho nên Giang Kiều đem du ngoạn tư cách chuyển giao cho mặt khác càng nguyện ý đem thời gian đầu nhập tiếng thánh linh người chơi. Nhưng này cũng thuyết minh thánh linh trò chơi này xác thật sẽ Phong Hào. Nhưng hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, ta tưởng các ngươi người đại lý sẽ không để ý chức nghiệp cân bằng thứ này, đáng tiếc vệ thần chi thần lực lượng bài dị tính quá cường, nếu không thánh sở có cũng đủ thủ đoạn đại quy mô võ trang các ngươi. Anh ma tự hồ có chút đáng tiếc không có thể chế tạo một chi thánh sở kỹ thuật cùng thánh linh kết hợp đại quân. Người đại lý. Người đại lý là ai? Vãn hương lại nghe thấy một cái càng quan trọng từ ngữ mấu chốt. Này liền không phải ta có thể trả lời ngươi, ta nhưng xa so ngươi ở trong thế giới hiện thực gặp được sở hữu đạo sư đều phải nghiêm khắc, làm tốt chịu đựng cực khổ giác ngộ sao. Anh ma biểu tình dần dần từ hiền từ chuyển biến thành nghiêm túc chỉ cần không cho ta lại rất cấp. phản hương hiện tại thật sự cái gì đều không sợ, liền sợ chính mình cấp bậc lại từ 68 cấp rớt đến 67 cấp. Nhưng nàng cần thiết muốn đuổi kịp đại gia bước chân, ít nhất là muốn đứng ở Giang Kiều bên người thời điểm, không cần Giang Kiều tới bảo hộ nàng. Chương 612, phải dùng ngoại quải đánh bại ngoại quải. Khi thời gian đi vào tháng 11 phân, Thánh Linh 75 cấp phiên bản thượng tuyến đã mau qua một tháng rưỡi thời gian, khoảng cách đệ nhị giới Thánh Linh lít dự tuyển tái trụ bị còn có 3 tháng. Này hơn một tháng thánh linh phát triển thực bằng phẳng, người chơi lâu năm cùng mới gia nhập các người chơi vẫn như cũ là nên làm gì làm gì. Người chơi bình thường tiếp tục ở phi thăng chi lộ đại luyện nhiệm vụ xuất hiện phiên bản trang bị, muốn hướng 75 cấp thả đối tự thân kỹ thuật có tự tin người chơi tắt bắt đầu khiêu chiến hư không phong tỏa phó bản. Đến nỗi muốn kiếm đồng tiền lớn thể nghiệm thú vị tính phó bản còn lại là ở điên cùng gan xung doanh thánh sở cướp bóc nhiệm vụ. Giang Kiều lại lần nữa thả ra tiếp cận 70 vạn cái thí nghiệm tư cách, hơn nữa là mặt hướng toàn cầu sở hữu người chơi thí nghiệm tư cách cũng không có làm thánh linh nội người chơi thế lực xuất hiện quá nhiều biến hóa. Từ mở ra Hắc Triều đảo cứ điểm xây dựng sau, thế giới mặt khác quốc gia câu lạc bộ cũng tuyên cáo chính thức nhập trú ở Hắc Triều đảo xây dựng nổi lên cứ điểm. Chỉ là thánh linh là không đề xướng PVP trò chơi, các người chơi tinh lực đều dùng cho phi thăng chi lộ còn có lực lượng thí luyện trung đi, như là võng du thường thấy cái gì hiệp hội chiến, quốc chiến loại đồ vật này, đại gia căn bản vô tâm tình đánh, Giang Kiều cũng sẽ không đi làm. Bởi vì hư không trùng tộc uy hiếp liền trong người trước, Giang Kiều hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở tiêu diệt này đằng sâu mặt trên. Nhưng nhân loại chung quy là tràn ngập đấu tranh cùng cho nhau đua đòi sinh vật, các đại câu lạc bộ tuy rằng không có bên ngoài thượng đại quy mô xung đột, nhưng bọn họ so với tiêu diệt hư không trùng tộc, chân chính để ý chính là Thánh Linh Lít. Đệ nhị giới Thánh Linh Lít tới gần, toàn thế giới các đại câu lạc bộ còn có người chơi bình thường tổ kiến hiệp hội đều đang khẩn trương trù bị trận thi đấu này. Khai cuộc có tiềm lực người qua đường, bồi dưỡng chính mình tuyển thủ cùng trò chơi nhân vật từ từ. Bạch kiếm chiến đội chính là một trong số đó, chỉ là cùng những cái đó tài đại khí thô câu lạc bộ bất đồng, hiện tại bạch kiếm chiến đội cũng chỉ dựa bạch đế một người chống đỡ. Vô luận là hoa quốc vẫn là bổng quốc diễn đàn trung. Cho rằng bạch đế hẳn là khác tìm đường ra, mà không phải cố chấp lưu tại cái này đã sụp đổ bạch kiếm chiến đội. Nhưng đa số bạch kiếm chiến đội chân ái phấn vẫn là đối bạch đế không rời không bỏ phi thường cảm động, thậm chí còn ở trên mạng mở ra lên tiếng ủng hộ bạch kiếm chiến đội chúng trù. Nhưng bạch đế biết, bạch kiếm chiến đội tưởng thắng tài chính cũng không phải vấn đề vấn đề ở chỗ này đó tuổi trẻ tuyển thủ tâm thái hiện tại bạch đế đang ở đấu trường trung quan chiến một vị bạch kiếm chiến đấu thanh huấn tuyển thủ huấn luyện vị này thanh huấn tuyển thủ id là đậu que nàng là giám đốc tìm tới 10 vị tuyển thủ trung bạch đế xem trọng nhất một vị vô luận là phân tranh vẫn là thánh linh đều biểu hiện ra phi thường ưu tú thiên phú đậu que ở thánh linh sử dụng chức nghiệp là ảnh vũ giả đây là một cái từ thích khách biến chức mà đến pk khuynh hướng cực đại chức nghiệp Cùng thích thách theo đuổi mục đích phải giết bất đồng, ảnh vũ giả chức nghiệp đặc sắc chính là có thể triệu hồi ra chính mình ám ảnh phân thân, ở một đoạn thời gian nội ám ảnh phân thân sẽ bắt chước nhân vật kỹ năng phóng thích, hơn nữa người chơi bản thân có thể thay đổi ám ảnh phân thân chi gian vị trí. Hàng giám đốc tìm cái này thanh huấn sinh không tồi a, à, đã 6 tháng liên tiếp. Ở đấu trường vây xem trong phòng. Tam Tinh chiến đội thời hạn nghĩa vụ quân sự đội trưởng Lượng Sơn Thước cùng Bạch Đế cùng nhau vây xem vị này thanh huấn sinh biểu hiện, Tam Tinh chiến đội vẫn luôn đều rất tưởng đem Bạch Đế cấp thu vào trong túi chỉ tiết quản chi bạch kiếm chiến đội gặp phải giải tán nguy hiểm người nam nhân này lăn là tìm một đám thanh huấn sinh đem chiến đội cấp bảo vệ bất quá bạch kiếm chiến đội giám đốc xem người cũng rất có một tay vị này gọi là đậu que thanh huấn sinh ưu tú tới rồi làm tam tin chiến đội đội trưởng đều có chút tâm động thánh linh tông sư phân đoạn lại hướng lên trên mới khó bạch đế đối bên cạnh vị này lão đối thủ lên tiếng không có bất luận cái gì ý tưởng thánh linh đấu trường ở gần nhất một ít phiên bản bên trong tương đối quạng cu cao chơi nhóm đều vội vàng đi đánh lực lượng thí luyện nhưng nếu đánh thượng tối cường vương giả phân đoạn mới có thể gặp được một ít chân chính khó giải quyết địch nhân, mà đậu que còn kém một ván là có thể bước lên thánh linh tối cường vương giả. Ở bạch đế nhìn chăm chú hạ đậu que tiếp tục bắt đầu rồi chính mình xứng đôi chi lữ, kết quả tiếp theo cái xứng đôi đến đối thủ chức nghiệp lại làm hắn còn có lượng sơn thức hơi hơi một ngốc. Ưng ừ nhãn. Này lại là cái gì che giấu chức nghiệp? Lượng sơn thức chơi thánh linh thời gian cũng không trường, hắn cũng là gần nhất một tháng rưỡi mới nhập hố, thánh linh chức nghiệp phân loại thật sự là quá phức tạp, hắn đến bây giờ đều không có hoàn toàn nhận rõ. Chính là tay súng bắn tỉa, cái này chức nghiệp không nên xuất hiện ở đấu trường, vãn hương. Là vô danh giả hiệp hội. Bạch đế cũng nho nhỏ lắp bắp kinh hải. Hắn biết ưng nhãn cái này chức nghiệp đặc điểm, ưng nhãn người chơi tới đấu trường quả thực là tự tìm tử lộ, kết quả đậu que xứng đôi đến ưng nhãn không ngừng ở đánh đấu trường, còn đạt tới tông sư phân đoạn. Ở bạch đế giật mình thời điểm, đấu trường trung cảnh tượng đã xây dựng xong, vãn hương ôm chính mình tử vong tán ca cùng đậu que mặt đối mặt đứng thẳng, Thực không vừa khéo chính là lần này đấu trường tùy cơ đến chính là một cái cỡ trung bản đồ, vãn hương cùng đậu que chi gian không đến 200m trên lệch. Người đánh cuộc ai sẽ thắng? Lượng Sơn thức hỏi. Vị kia ưng nhãn. Bạch đế mở ra vãn hương nhân vật giao diện, trang bị là thực thường thấy Thánh Linh Tê một cấp người chơi trang bị, nhưng vãn hương lực lượng khống chế trình độ đã tới rồi 75%. Phải biết rằng bạch đế hiện tại đối lực lượng của chính mình khống chế trình độ mới miễn cưỡng đến 80% mà thôi đừng với chính mình đội ngũ tân nhân vương như vậy không tự tin a à, ta áp các ngươi đậu que thắng đánh cuộc liền một hồi huấn luyện tái thế nào ta thắng các ngươi tới nhân xuyên cùng chúng ta đánh huấn luyện tái ngươi thắng chúng ta tam tin chiến đội cho các ngươi bạch kiếm cung cấp một ít viện trợ lượng sơn thước vẫn như cũ không có từ bỏ mời chào bạch đế ý tứ hảo bạch đế hảo tự nói xong khoảnh khắc đấu trường trung thi đấu đã tuyên cáo bắt đầu Vãn hương ở khai cuộc khoảnh khắc liền trực tiếp bưng lên chính mình tử vong đảo ca nhắm ngay trước mặt đậu que khấu động cò súng Tử vong đảo tập nhạc tới chỉ là một phen 65 cấp ngắm bắn súng trường, nhưng ở trải qua ăn ngon bạch xà nhiều lần cải tạo cấp bậc đã tăng lên tới 70 cấp. Quy lực cùng bắn tốc cao hơn một bậc. Cò súng bị khấu động khoảnh khắc, tam phát mồm to kính viên đạn từ tử vong đảo ca họng súng trung bị bắn ra, này tam phát đạn ở cùng thời gian mệnh trung đậu que. Bóng dáng. Đây là ảnh vũ giả khai cục thực thường thấy xiết, đen nhánh bóng dáng ở bị tam cái viên đạn xé thành mảnh nhỏ sau, đậu que thân ảnh xuất hiện ở vãng hương phía sau nàng giơ lên cao khởi trong tay như máu giống nhau chủy thủ thứ hướng về phía vãn hương cổ nhưng vãn hương viên đạn lại so với đậu que chủy thủ càng mau một bước đậu que chém ra chủy thủ dây tiếp theo phát hiện thân thể của mình xuất hiện thất hành tình huống 15% cảm giác đau nhắc nhở đậu que nàng trúng đạn siêu mồm to kính đạn xuyên thép phân biệt mệnh trung nàng ngực cánh tay cùng phần eo tuy rằng không có tạo thành trí tàn hiệu quả nhưng vẫn như cũ làm đậu que sinh mệnh giá trị bị cắt giảm suốt một phần tư sao có thể gia hỏa này khi nào nổ súng đậu que có thể khẳng định chính mình ở tìm hành đến vãn hương phía sau khi liền không còn có nghe thấy vãn hương thấu động cò súng thừa dịp đậu que thân thể thất hành khoảnh khắc vãn hương thủ đoạn trung bắn ra câu khóa dùng ưng nhãn nhất thường thấy phương thức kéo ra cùng đậu que khoảng cách cùng thời gian vãn hương lại lần nữa nhắm ngay đậu que khấu động cò súng lúc này đây lại là liên tục tam cái viên đạn bị bắn ra đậu que phản ứng lại đây hơn nữa lại lần nữa thành công tránh thoát nhưng ưng nhãn này chức nghiệp viên đạn tự mang truy tung năng lực làm người xem lượng sơn thước có chút vô pháp lý giải hô ra tới thương tổn như vậy cao còn tự mang tỏa định như thế nào không bao nhiêu người chơi này chức nghiệp có lẽ đậu que không có ý thức được nhưng làm người đứng xem lượng sơn thước cùng bạch đế rõ ràng thấy vãn hương sở bắn ra viên đạn có thể điều chỉnh chính mình phương hướng giống như là nào đó chó săn giống nhau trước sau đều sẽ cắn được mục tiêu trên người giống nhau ưng nhãn không có nhưng vô danh giả hiệp hội cái này ta không biết bạch đế nói tới đây lựa chọn rời khỏi thính phòng ở rời khỏi trước còn nhắc nhở lượng sơn thức một câu 100 đài khoan trò chơi, cảm tạ tam tinh chiến đội viện trợ. Cuối cùng trận chiến đấu này ở một phút nội liền tuyên cáo kết thúc, vãn hương lấy một nửa sinh mệnh giá trị ưu thế, dùng nàng kia gian lận giống nhau ma đạn lấy đi rồi đậu que tánh mạng. Vãn hương thân pháp cũng linh hoạt tới rồi căn bản không giống như là ưng nhãn nên có, còn có chút hứa lượng sơn thức căn bản không thấy hiểu kỹ năng. Mà bạch đế cũng ở đấu trường bên ngoài chờ tới rồi rời khỏi đấu trường đậu que, vị này mới vừa vào thánh linh không lâu tân nhân cái kia ưng nhãn tuyệt đối khai quải nàng vừa ra tới trước tiên nói chính là này một câu ngươi triệu hoán ám ảnh phân thân vì cái gì chỉ biết đứng ở tại chỗ bất động nhưng bạch đế cũng không quan tâm này đó bất động đội trưởng cái này kỹ năng chính là như vậy a à, đậu que còn tưởng rằng bạch đế sẽ chỉ ra nàng ở kỹ thuật thượng sai lầm kết quả lại đề ra một cái khả năng toàn phục ảnh vũ giả người chơi cũng chưa biện pháp làm được sự tình bạch đế trực tiếp rút ra chính mình ngự lôi kiếm hắn tay nhẹ nhàng rung lên mũi kiếm thượng nháy mắt bị tiếng sấm sở vần quanh. Vậy ngươi sở tiếp xúc ma kiếm sĩ, có thể làm được như vậy sao? Bạch đế hỏi. Phụ ma. Một loại kỹ năng. Không phải. Ta xem qua ma kiếm sĩ kỹ năng thụ, hẳn là không có loại này kỹ năng. Kỹ năng trên cây không có liền đại biểu không thể dùng. Này không phải đương nhiên sao? Đầu que muốn lớn tiếng hô lên tới. Võng du mỗi một cái chức nghiệp kỹ năng thụ đều những cái đó kỹ năng, Bạch Đế nói nếu ở một cái bình thường võng du khẳng định là vô nghĩa tiền đề là ở bình thường võng du thánh linh trò chơi này không giống như là phân tranh đơn giản như vậy ám ảnh phân thân là ngươi tự thân lực lượng nó còn có rất nhiều tiềm lực ngươi phải học được khống chế nó bạch đế nói chỉ là tinh thông kỹ năng liền chiêu còn chưa đủ sao trước kia là vậy là đủ rồi nhưng hiện tại ngươi muốn học còn có rất nhiều nhưng hiện tại tinh thông kỹ năng hàm tiếp cùng liền chiêu đều chỉ là nhất cơ sở các người chơi cũng ở tiến hóa bạch đế đã không thể đem thánh linh trở thành một cái trò chơi tới đối đãi chức nghiệp cân bằng. Nào đó chức nghiệp quá cường yêu cầu suy yếu, hoặc là quá cường yêu cầu tăng cường. Này đó ở Thánh Linh Trung là hoàn toàn không tồn tại đồ vật, một cái chức nghiệp hạng mức cao nhất có bao nhiêu cao hoàn toàn quyết định bởi với người chơi bản thân, mà không phải cái gọi là chức nghiệp mạnh yếu. Đương nhiên, nhai bá người chơi ngoại trừ. Kỳ thật loại này dạy dỗ sự hẳn là huấn luyện viên tới, ta cũng không quá am hiểu nói này đó. Bạch Đế dùng nhất giản dị một câu khuyên bảo vị này muốn bước lên thánh linh đỉnh tân nhân, sau này ngươi gặp được cường đến như là gian lận giống nhau đối thủ sẽ càng nhiều, muốn thắng hạ bọn họ ngươi cũng cần thiết đạt tới cái gọi là khai quải, trình độ. Chương 613, Giang Kiều Gia Cơm Vãn Hương hôm nay bữa tối cũng là ở Giang Kiều Gia ăn, từ Giang Kiều đồng ý giữa trưa cùng buổi tối có thể tới nhà hắn bái phỏng sau. Vãn Hương liền rất ít đi đại học thực đường cùng mua cơm hộp. Ngay từ đầu mấy ngày hôm trước Vãn Hương ăn đến còn có chút đối lý, muốn đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn trở về hỗ trợ. Chỉ tiếc cô nương này ở hiện thực sở hữu thời gian đều dùng ở học tập thượng, nấu ăn đương nhiên là dốt đặt cán mai, Giang Kiều ở dùng đây là vô danh giả hiệp hội phúc lợi khuyên bảo nàng sao. Nàng mới thành thành thật thật tiếp nhận rồi ở Giang Kiều gia bạch phiêu. Bất quá Giang Kiều nấu cơm thật sự rất có một tay, có một tay tới rồi ngay cả thân là vệ thần chi thần Hải Lam bên ngoài bán ăn nị thời điểm, đều sẽ yêu cầu Giang Kiều đi ra cửa mua đồ ăn nấu cơm. Hôm nay bữa tối trước sau như một cũng làm thật sự phong phú. Trên diễn đàn đều ở thảo luận ngươi, có thể thượng thế giới xếp hạng trước 100 ưng nhãn. Giang Kiều soát di động thượng tin tức, Vãn Hương gần nhất thánh linh sinh hoạt chính là tam điểm một đường, có hư không phong tỏa xe liền cọ hư không phong tỏa xe đi tăng lên chính mình cấp bậc, không có hư không phong tỏa phó bản cơ hội liền đánh đấu trường. Trừ cái này ra mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều sẽ đánh hai cái giờ lực lượng thí luyện, sau đó buổi sáng ngủ mãn 6 tiếng đồng hồ lại đi sớm tự học, ngay cả phụ đạo viên cùng võ đại các lão sư đều cho rằng Vãn Hương là một cái hảo hài tử nhưng này sau lưng gian khổ khả năng chỉ có giang kiều biết ân ừ. vãn hương khả năng có chút ngượng ngùng nàng chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng liền ôm bát cơm vẫn luôn cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cơm tóm lại không cần đem chính mình banh đến thật chặt thánh linh hẳn là ngươi giải trí thời gian giang kiều cũng tìm không thấy nói cái gì tới khuyên đạo vị này chăm chỉ học muội kéo dài chứng loại đồ vật này không tồn tại với vãn hương trên người nàng thời gian quy hoạch chính xác đến giống như là giây phút không lầm đồng hồ bấm dây giống nhau giang kiều có thể làm chính là ở vãn hương đánh hư không phong tỏa khi chính mình ở bên người bảo hộ Vãn Hương. Vãn Hương từ thần thương An Ma nơi nào học tập tới rồi đặc thù năng lực điểm này Giang Kiều cũng biết, nhưng loại này mới là năng lực ở giống như Thủy Triều Hư không trùng tộc trước mặt vẫn như củ bất kha một kích. Bởi vậy Vãn Hương mỗi lần đi Hư không phong tỏa phó bản khi, Giang Kiều đều sẽ cùng Vãn Hương tổ đội. Ta chơi. Thật vui vẻ, gần nhất, Vãn Hương nhỏ giọng trả lời nói. Khi đêm nay muốn tiếp tục đi luyện cấp sao? Giang Kiều xem xét một chút di động tin tức, hư không trùng sào phó bản người chơi không có biện pháp thông qua bình thường con đường tiến vào, chỉ có ở trật tự thánh sở trung tìm được rồi có quan hệ sinh linh khi mới có thể kích phát hư không trùng sào sự kiện. Này yêu cầu một ít người chơi gan phi thăng chi lộ mới có thể kích phát, cho nên hư không trùng sào bị các người chơi trở thành một cái phi thăng chi lộ che giấu phó bản. Vãn hương hiếm thấy lắc lắc đầu, nàng đem ăn xong chén cùng chiếc đũa đều phóng tới phòng bếp trong bồn rửa chén sau đó đối gian kiều nói. Hôm nay buổi tối có khảo thí, ta phải đi. Trên đường trở về chú ý an toàn. Giang Kiều hôm nay buổi tối cũng có việc, cho nên không thể như là thường lui tới giống nhau đưa Vãn Hương trở về, hơn nữa lấy Vãn Hương hiện tại thân thủ, đừng nhìn nàng dáng người nhỏ xinh, bình thường thành niên nam tính phỏng chừng khiên không được nàng một quyền. Ngày mai, ta còn sẽ đến. Vãn Hương ở lưu lại này một câu sau liền rời đi Giang Kiều gia, vẫn là nhảy nhót. Khả năng trong khoảng thời gian này nàng cảm thấy thánh linh thực hảo ngoạn nguyên nhân là Giang Kiều vẫn luôn đều ở bồi nàng luyện cấp khai hát mà đêm đó hương rời đi sau một bên vẫn luôn gặm chiếc đũa hải lam rốt cuộc không nín được giang kiều ta còn là không tin được cái kia an ma nàng cùng lực lượng của ta kim dung ở bên nhau cảm giác quái quái ai an ma nàng xác thật là ở thí nghiệm dung nhập vệ thần chi thần lực lượng khả năng tính nhưng này cũng đối chúng ta hữu ích hoặc là đối chúng ta người chơi hữu ích giang kiều vung tay lên trước mắt xuất hiện một cái thực tế ảo hình chiếu hình chiếu ra đúng là vãn hương trò chơi nhân vật trò chơi này nhân vật bề ngoài cùng giang kiều gặp được nàng khi không có gì thay đổi từ nhân vật giao diện thượng cũng nhìn không ra cái gì đặc thù địa phương, nhưng chức nghiệp này một lan thượng lại nhiều một cái một từ. Vãn hương chức nghiệp này một lan đánh dấu là chức nghiệp, ưng nhãn kim loại khống chế. Mặt sau cái kia chức nghiệp hậu tố là giang kiều biên soạn, đây cũng là thần thương an ma sở nắm giữ năng lực. Không nên dùng năng lực, phải nói là thần quyền. Vị này vĩnh hằng giả cường đại nhất lực lượng chính là kim loại khống chế, nàng có thể khống chế hết thảy bị định nghĩa vì kim loại vật chất, trong đó còn có lang tinh chưa phát giác chỉ tồn tại với vũ trụ kim loại ma khống chế chính xác độ đạt tới phần tử cấp bậc đơn giản nhất ví dụ chính là nàng bên cạnh máy móc chó săn nhóm tất cả đều là từ một đống nano cấp kim loại bộ kiện tạo thành nàng đem chính mình sở có được năng lực truyền thừa cho vãn hương cũng không phải giáo thụ mà là truyền thừa này liền cùng thánh linh đem lực lượng của chính mình hạt giống giao cho mặt khác NPC giống nhau Anma cũng dùng tương đồng thủ đoạn nhưng giữa hai bên lực lượng cũng không kim dung này dẫn tới kết quả chính là buổi tối trên người thuộc về thần thương Anma lực lượng suy kiệt tốc độ phi thường mau cho nên vãn hương muốn duy trì được nghề thứ hai cấp bậc cần thiết muốn mỗi ngày không ngừng luyện cấp đầu nhập xa so người chơi bình thường càng nhiều tinh lực cùng thiên phú đến nỗi nên như thế nào đem hai cái chức nghiệp lực lượng kết hợp ở bên nhau này liền yêu cầu thần thương an ma chỉ đạo ta còn là cảm giác không tốt lắm ai cái kia vĩnh hằng giả lực lượng là ở khống chế của ta ngoại hải lam lúc này biểu hiện ra làm mẫu thân lo lắng này liền như là nhà mình hài tử học cái gì thứ không tốt giống nhau này không phải khá tốt sao đã có một ít người chơi ở ý đồ đánh vỡ chức nghiệp cực hạn tính hơn nữa mọi người đều là đứng ở cùng một trận chiến tuyến đồng đội, có thể thấy đồng đội siêu thần bắt lấy năm sát này đó hẳn là sẽ thực an tâm đi. Chính là, chính là bọn họ biến cường cũng đại biểu ngươi biến cường, ngươi làm trò chơi server, lực lượng không cũng vẫn luôn ở tăng lên sao. Giang Kiều biết Hải Lam lo lắng chính là cái gì, đó chính là người chơi vượt qua nàng khống chế, nhưng loại này lo lắng là dư thừa, bởi vì các người chơi ở biến cường cũng đại biểu server ở biến cường, đây là song hướng. Cũng đối nha. Hải Lam nói tới đây có chút tức giận ăn một mồm to cơm, như là vì tăng lên chính mình cấp bậc giống nhau bắt đầu ăn ngấu nghiến lên nhưng giang kiều rất tưởng nhắc nhở hải lam như vậy chỉ có thể tăng lên nàng mở cấp bậc mà thôi hiện tại hải lam trên eo đã bắt đầu có bụng bia nhỏ trước kia vị kia dáng người thon thả vệ thần chi thần không đúng thon thả loại này dáng người giống như trước nay không lại hải lam trên người xuất hiện quá nhiều nhất chính là càng củi giang kiều trong đầu chính hiện lên một đống lớn kỳ quái ý tưởng khi hội trưởng thêm nãy không tăng giá rất quen thuộc mở ra giang kiều cửa phòng từ trong đó nhô đầu ra Giang Kiều nàng là như thế nào khai nhà của chúng ta môn. Hải Lam thấy thêm nải từ trước cửa phòng nhô đầu ra thời điểm, trong miệng cơm thiếu chút nửa ngạnh ở trong cổ họng mặt. Ta đem chìa khóa cho nàng. Giang Kiều nhìn thoáng qua chính mình di động thượng thời gian, vừa vặn là 21 điểm chỉnh. Tiểu vãn nàng buổi tối có khảo thí tới không được, chính là bồ câu. Người bên kia những người khác đâu? Giang Kiều hỏi. Đều đến đông đủ Nga, liền chờ ta cùng hội trưởng thượng tuyến lạc. Thêm nãy không tăng giá sau một cái ngón tay cái, nàng liền ở phía sau cửa không có tiếng vào ý tứ, thêm nãy lại đây là vì thông tri Giang Kiều thượng tuyến. Cũng hảo, vậy hôm nay đi. Giang Kiều buông xuống trong tay bát cơm từ trên sofa đứng lên. Chờ một chút, chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Hải Lam có chút mê mang ở Giang Kiều cùng thêm nãy không tăng giá chi Giang qua lại nhìn quét, làm thánh linh server, các người chơi ở trong trò chơi muốn làm cái gì nàng hẳn là trước tiên biết mới đúng. Xung doanh thánh sở ngân hàng đại kiếp án. Tối cao khó khăn 18 thiếu nhị. Giang Kiều nói cho Hải Lam chính mình đợi lát nữa muốn đi làm gì. Là. Nghiêm túc. Hải Lam phản ứng lại đây, nếu là trong trò chơi bắt chước kiếp án, Giang Kiều cùng thêm nãy không tăng giá căn bản sẽ không như vậy nghiêm túc. Này một tháng thời gian đều không có nhiều ít người chơi đoàn đội có thể liên tục đánh ra ép cấp tối cao đánh giá, chủ yếu là Giang Kiều thiết lập điều kiện quá mức với hà khắc rồi. Nhưng Giang Vĩnh Viễn là mỗi một cái người chơi đều có ưu tú tính chất đặc biệt, cho nên suốt một tháng thời gian, thêm nãy không tăng giá đoàn đội rốt cuộc ở tối cao khó khăn xung doanh thánh sở đại kiếp án trung liên tục đánh ra nhiều ép cấp đánh giá. Hiện giờ hư không phong tỏa thời gian từ 6 giờ đã kéo dài tới rồi 8 giờ, mi nữ vương ý thức suốt một tháng đều không có bị kéo vào trùng sào trung. Nhưng từ mi nữ vương chứng bệnh tăng thêm tới xem, Giang Kiều cảm thấy không dùng được bao lâu những cái đó sâu liền kiềm chế không được. Ở chân chính mi nữ vương bảo vệ chiến khai hỏa trước, Giang Kiều cần thiết muốn chế tạo một đám có thể khống chế diệt tuyệt đơn vị thánh linh học đồ. Cho nên Giang Kiều cảm thấy là lúc. Xung doanh thánh sở ngân hàng đại kiếp án sai sự, nhân số 120. Chương 614, xinh đẹp nữ nhân, 4.000 tự. Thêm nãy không tăng giá nhân mạch phi thường quản, giang kiều nhân mạch cũng thực quản, nhưng khai hắc thời điểm đại gia hơn phân nửa vẫn là sẽ lựa chọn tìm chính mình lão người quen. Cho nên lần này đại kiếp án hành động tham dự vẫn như cũ là giang kiều biết rõ những cái đó gương mặt. Đầu tiên lần này hành động nhân viên bị phân thành 4 tổ, mỗi tổ 5 người. Đệ nhất tổ là con tinh khống chế tiểu tổ, thành viên phân biệt có thêm nãy không tăng giá, Giang Kiều, còn có thâm viên thần điện hội trưởng Tàng Tâm, cùng với Ngân Tổng cùng một vị liền tên đều không có người qua đường người chơi. Ngân Tổng sẽ gia nhập cái này đoàn đội chi sơ là hắn bản thân liền đối đại kiếp án hệ liệt nhiệm vụ thực cảm thấy hứng thú, mà thêm nãy không tăng giá sở triệu tập đoàn đội công lực tiến độ là nhanh nhất, vì thế Ngân Tổng liền lựa chọn tiến tổ đương một cái du thủ du thực người chơi. Cũng không thể nói du thủ du thực, hắn làm nhai bá đối khống chế con tinh phương diện này còn tính tương đối am hiểu, tuy rằng kỹ thuật đoán một ít, nhưng Ngân Tổng ít nhất có nỗ lực luyện tập, đệ nhị tổ còn lại là cảnh vệ khống chế tiểu tổ cái này tiểu tổ công tác là làm xung doanh thánh sở kim khố nội sở hữu cảnh vệ đều mất đi chống cự năng lực gắn đạt tới một kích phải giết cái này tiểu tổ thành viên có một vị là đến từ khả nhạc cùng nhiệt thích khách người chơi quyển tàn vân cũng ở trong đó còn có ba vị không muốn lộ ra chính mình tên họ người qua đường cao thủ đệ tam tổ là ngoại địch hưởng ứng tiểu tổ đại khái công tác chính là tận lực kéo dài những cái đó ý đồ tiến vào kim khố truy săn giả bước chân đệ nhị tiểu tổ nhiệm vụ hoàn thành sau sẽ hối nhập đệ tam tiểu tổ Triệu Minh Duy là cái này tiểu tổ thành viên chi nhất, trừ cái này ra còn có hắc qua nấu thịt cùng lông tơ thỏ, cùng với đồng dạng hai vị người qua đường. Đệ tứ tiểu tổ chính là mấu chốt nhất một bộ phận, kim khố cướp bóc tiểu tổ, đơn giản tới nói chính là phụ trách đoạt đồ vật. Này một tiểu tổ cấu thành có bị Triệu Minh Duy kéo qua tới Bạch Đế, còn có Titan chiến đội hồi lâu không thấy bạo phá thiên tài Lu Vi, cùng với kỹ thuật nhân viên tiểu vũ Mao cùng phòng tinh thư sĩ đội. Nghe hảo ở yên tĩnh kim khố trung sở hữu nhân viên công tác đều là hợp thành người, chúng nó đều là một đám máy móc ta biết các ngươi này đó cảm tình tràn lan thánh linh sẽ nói máy móc cũng có chính mình cảm tình, nhưng lúc này đây là nghiêm túc. Nếu những cái đó máy móc có bất luận cái gì chống cự liền diệt trừ chúng nó. Làm lần này cướp bóc hành động chủ kế hoạch, rệt ở cuối cùng vì này một chi thánh linh đoàn đội làm tâm lý khai thông. Quan trọng nhất chính là này đó hợp thành người là không có đương con tin giá trị, mấu chốt là kim khố trung khách nhân. Các ngươi hẳn là có thể phân rõ những cái đó là khách nhân, những cái đó là vô dụng hợp thành người. Mặt khác đối yên tĩnh kim khố chi tiết các ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng. Hảo. Nên thượng một đường thực tiễn khóa. Rết bàn tay vung lên, nháy mắt mở ra đi thông xung doanh thánh sở truyền tống môn. Xung doanh thánh sở mặt hướng tinh đồ sở hữu sinh mệnh, cho nên muốn muốn xâm nhập xung doanh thánh sở nói, chỉ cần đơn giản nhất một cái thống ngự giả quyền hạng liền cũng đủ. Lần này ngân hàng cướp bóc nhiệm vụ nhu cầu là tốc thông. Chỉ có thể tốc thông. Vĩnh tục thánh sở chế tạo siêu thời không che trắng trang bị chỉ có thể duy trì 20 phút thời gian này 20 phút thời gian nội xung doanh thánh sở truy săn giả nhóm vô pháp thông qua truyền tống đến kim khố vị trí, chỉ có thể bên đường tới rồi. Thêm nãy không tăng giá đoàn đội yêu cầu tại đây 20 phút nội đem kim khố quên đi nước sông tìm được hơn nữa tránh thoát đuổi bắt đại quân phản hồi bờ răng đảo. Lần này hành động hết thể chuẩn bị chu toàn, cũng chỉ có một cái khả năng xuất hiện bại lộ, đó chính là kim khố khách nhân trung tồn tại vĩnh hằng giả cấp bậc khách nhân. Như vậy tới nay chỉ là đối phó này một cấp bậc tồn tại liền rất khó giải quyết, càng miễn bàn đem bọn họ trở thành con tinh cho nên đương giang kiều làm con tin khống chế tổ thành viên một hồi quá truyền tống môn xâm nhập kim khố trong đại sảnh nháy mắt liền trực tiếp dùng trinh sát thuật quét một chỉnh vòng kim khố nội sở hữu sinh mệnh thể tối cao cấp bậc kim khố thủ vệ cũng bất quá 89 cấp khách nhân cấp bậc còn lại là phổ biến đều ở 40 cấp đến 60 cấp chi gian này ở bình thường vị diện có lẽ đã thuộc về siêu phàm tồn tại nhưng ở hiện tại thánh linh nhóm trước mặt vẫn như cũ có chút không đủ xem này tòa tráng lệ huy hoàng kim khố đại sảnh bởi vì này đàn thánh linh bọn cướp đã đến hơi hơi một đốn Bọn họ tự hồ không lộng minh bạch này đang đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh thánh linh là làm gì đó. Giang Kiều còn lại là thực trực tiếp ở mở màn nháy mắt, ở kim khố trên không kiếp nổ chính mình hỏa linh. Vệ thần chi thần năng lượng cùng với nổ mạnh mọi nơi khuếch tán, trực tiếp làm vỡ nát chung quanh hết thảy pha lê. Mặc kệ là cái gì có ma pháp kết giới bám vào pha lê, vẫn là cái gì đặc thù tài chất chế tạo pha lê, ở vệ thần chi thần lực lượng trước mặt có vẻ bất kham một kích. Đường chung quanh pha lê vỡ vụn khoảnh khắc, ở kim khố trong đại sảnh các khách nhân rốt cuộc ý thức được có chút không thích hợp, nhưng bọn họ ý thức được khoảnh khắc, kim khố nội thủ vệ đã đều bị xử lý. Cướp bóc, các vị nữ sĩ các tiên sinh, minh bạch sao? Giang Kiều trên tay lại lần nữa xuất hiện một con tân hỏa linh, hỏa linh quang mang chiếu sáng Giang Kiều mặt mang mỉm cười gương mặt, ánh mắt nhìn về phía đã bị con tinh khống chế tiểu tổ cấp tụ tập lên các khách nhân. Ở trong đại sảnh khách nhân tổng cộng có 15 vị, từ chung quanh những cái đó hợp thành người phục vụ giả phản ứng tới xem này 15 vị trung hẳn là có chút địa vị tương đối cao quan trọng khách hàng. Cướp bóc. Các ngươi này đó ngu xuẩn biết chính mình ở đoạt ai đồ vật sao? Trong đó một vị dáng người cường tráng khách nhân nhưng không sợ gian kiều uy hiếp, hắn trực tiếp đứng dậy trong tay xuất hiện một thanh triều to bản tự hồ tính toán cùng gian kiều đánh lộn. Biết, xung doanh thánh sở đồ vật, hoặc là yên diệt quân đoàn đồ vật hơn nữa. Ta còn biết một sự kiện. Giang Kiều vương ra ngón tay hướng về phía vị kia dáng người cường tráng khách nhân, ta cũng biết các ngươi trung có một ít người không sợ chết vậy không nhiều lời. Vị kia khách nhân trực tiếp dơ lên trong tay rìu to bản, chỉ là trong tay hắn rìu dơ lên cao quá mức trong phút chốc, hắn thân thể động tác đình trệ ở tại chỗ bất động. Ở hắn phía sau xuất hiện một cái màu xanh biển thiên sứ ký hiệu, đây là thêm nải không tăng giá tinh thần chúc phúc kỹ năng, cái này kỹ năng nguyên bản là dùng cho tăng lên đồng đội trí lực cùng tinh thần chờ thuộc tính. Nhưng thêm nải không tăng giá khai cuộc một ít mặt khác sử dụng, đó chính là đại biên độ gia tốc mặt khác sinh mệnh thể tư duy tốc độ, này một kỹ năng có thể tạo thành gần như với định thân hiệu quả. Bởi vì là cường hóa hiệu quả nguyên nhân duy trì thời gian có thể dài đến 5 phút, khuyết điểm chính là chỉ có thể đơn điểm khống chế một cái tinh thần sức chống cự không thế nào cường NPC. Vị này. Hẳn là là được. Còn có ai tưởng nếm thử một chút sao? Lần sau ta liền không cam đoan các ngươi tánh mạng. Giang Kiều từ vị kia khách hàng khách nhân phía sau nhô đầu ra, nhìn đám kia bị tập trung lên khách nhân nói. Bọn họ thực đều nhịp lắc lắc đầu, đồng thời dùng sen vào hoảng sợ cùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn nhóm người này mang thải hồng độc giác thú đầu sáo bọn cướp đại sảnh con tin đã khống chế xong, mặt khác hai tổ hội báo tình huống. Phụ trách điều hành toàn cục ngân tổng bắt đầu kiểm tra nổi lên mặt khác tiểu tổ tiến độ. Tam tổ vô vấn đề, địch nhân phản ứng tốc độ so trong dự đoán muốn chậm, nhị tổ đã hối nhập. Triệu Minh Duy cái thứ nhất đáp lại ngân tổng. Bốn tổ đã lẻn vào kim khố bên trong, thuận tiện vừa nói bạch khờ khạo người này hình ra đa khá tốt dùng Nga. Tìm được rồi tìm được rồi. Còn có hàng đầu mục tiêu kim khố, đầu đầu. Chúng ta đem nơi này ta có thể lấy một ít mặt khác đồ vật sao? Cái thứ hai trả lời chính là Titan chiến đội Lu Vi, cái này làm cho Ngân tổng nhíu mày lên, theo đạo lý tới nói đệ tứ tổ người chỉ huy hẳn là tiểu Vũ Mao. Nhưng Lu Vi gia hỏa này trời sinh liền không hiểu đến cái gì gọi là quy tắc cùng trật tự. Kim Khố nội kết cấu thực yếu ớt, chú ý không cần xuất hiện ở diễn luyện trung sụp xuống tình huống. Ngân tổng dặn dò Lu Vi cái này sàng bậy gia hỏa, lúc ban đầu khai đêm đen bổn thời điểm, Lu Vi bởi vì quá tham khen thưởng đem toàn bộ kim khố đều tạc rớt. Yên tâm, ta là chuyên nghiệp chuyên nghiệp liền đại biểu ta biết nên tạc rất cái gì, không nên tạc rất cái gì. Lưu Vi hồi phục. Ý tứ chính là. Lần đó đem toàn bộ kim khố xốc là cố ý lạc. Ngân tổng cảm thán này đó khi cùng nơi xa đang ở cùng các khách nhân câu thông Giang Kiều nhìn nhau liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Giang Kiều hỏi. Chúng ta ở rút lui thời điểm chỉ sợ yêu cầu một cái quan trọng con tin, quan trọng đến xung doanh thánh sở truy săn giả cũng không dám dễ dàng công kích chúng ta cái loại này. Ngân tổng kỳ thật sớm đã có dự cảm, hắn cùng thêm nải không tăng giá giống nhau. Biết trước một tháng tới nay khai hắc hành động đều là hệ thống bắt trước, lúc này đây còn lại là chân thật xung doanh thánh sở đại kiếp án. Chân thật liền đại biểu sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, tuy rằng rút lui lộ tuyến cùng phương thức cái này đoàn đội diễn luyện vô số biến, nhưng ngân tổng còn cần tân tăng một tầng bảo hiểm. Này đó khách nhân thật sự có làm truy sang giả không dám đổ súng khách nhân sao? Giang Kiều đối điểm này vẫn là ông có hoài nghi thái độ như bây giờ con tin hữu dụng nguyên nhân là xung doanh thánh sở muốn bảo đảm chính mình ở tinh đồ thượng danh dự, nhưng đơn cái con tin hẳn là không cụ bị loại này. Làm xung doanh thánh sở kiên kỵ tầm quan trọng. Có. Ngân tổng lướt qua này nhóm người chất đi tới một vị ngồi ở trên sofa nữ tính trước mặt. Đó là một vị thoạt nhìn 30 tuổi trên dưới tả hữu nữ tính, nâu thẩm da thịt cùng đạm màu xám tóc dài làm nàng từ trên xuống dưới đều lộ ra một cổ giả tính mỹ cảm. Từ lần này cướp bóc bắt đầu đến bây giờ nàng liền vẫn luôn ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một cây bạc chế cái tẩu ở nơi nào có chút lười biến trường. Vị này nữ sĩ có không đợi lát nữa cùng chúng ta đi một chuyến đâu. Ngân Tổng vẫn là tương đối thân sĩ hướng về vị này đặc thù nữ tính phát ra mời. Giang Kiều Trinh sát thuộc biểu hiện ra tới số liệu là nàng cấp bậc là 40 cấp, là một vị thần tộc thành viên. Vì cái gì tuyển ta? Nàng cũng không có toát ra bất luận cái gì hoảng sợ biểu tình, ngược lại có chút ý vị sâu xa nhìn Ngân Tổng. Chúng ta xuất hiện thời điểm, trong đại sảnh những cái đó tuy sang giả muốn bảo hộ người chỉ sợ chỉ có ngươi một người ngân tổng đáp lại có ý tứ nhưng ngươi không được làm cái kia tiểu gia hỏa tới mời ta ta có lẽ sẽ đồng ý nàng tự hồ hoàn toàn không có làm con tin tự giác trực tiếp dùng trong tay bạc cái tẩu chỉ hướng về phía giang kiều tiểu tiểu gia hỏa giang kiều vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy xưng hô giang kiều hội trưởng ngươi nhịn một chút ngân tổng ở giọng nói kênh đối giang kiều nói giang kiều cũng không phải thích so đo những việc này người trực tiếp đi tới vị kia hôi phát mỹ nhân trước mặt cùng chúng ta đi, Giang Kiều mời nói còn chưa nói xong khi, nàng đột nhiên vươn tay. Một bên nhìn chầm chầm nhìn hồi lâu thêm nãy không tăng giá tại đây một khắc trực tiếp đem chính mình giá chữ thập lấy ra tới. Nhưng Giang Kiều cũng giơ tay ý bảo thêm nãy không tăng giá không cần kích động, nàng cũng không có bất luận cái gì công kích ý tứ, hơn nữa hoàn toàn không có đem thêm nãy không tăng giá đặt ở trong mắt, trực tiếp tháo xuống Giang Kiều thải hồng độc giác thú đầu sáo. Nàng vương có chút lạnh lẽo ngón tay đụng vào một chút Giang Kiều gương mặt, trên mặt lộ ra một loại như là thấy cái gì tinh mỹ thu tàn phẩm giống nhau vừa lòng biểu tình sau liền thu trở về. Có lẽ ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi một đoạn đường, thánh linh. Nàng ở vuốt ve song gian kiều gương mặt sau liền không có lại tiến thêm một bước làm bất cứ chuyện gì. Thêm nãy không tăng giá vẫn như cũ dùng có chút khủng bố ánh mắt nhìn chầm chầm nàng, nhưng lúc này kênh trò chuyện truyền đến đệ tứ tổ nhiệm vụ hoàn thành, có dấu mục tiêu kim khố đã toàn bộ bị dọn trống không tin tức. Nên rút lui. Ngân tổng nhìn thoáng qua thời gian mới 7 phút không đến. Này trong lúc nhất thời mau tới rồi đổi mới bọn họ tốc thông ký lục, chỉ là rút lui thời điểm không ra nhiễu loạn mới là chân chính đổi mới ký lục. Nhưng rút lui cũng đơn giản tới rồi vượt quá ngân tổng đoán trước, dọc theo đường đi căn bản không có bất luận cái gì truy săn giả truy đổ. Loại cảm giác này. Quả thực giống như là đem kia kim khố bên trong đồ vật chắp tay đưa ra giống nhau. Đoàn đội trung tất cả mọi người cảm thấy có không khỏe địa phương, nhưng loại này không khỏe cảm mãi cho đến toàn viên tới rồi an toàn rút lui điểm theo thứ tự đi vào truyền tống môn sau đều không có xuất hiện. Mãi cho đến, chỉ còn lại có Giang Kiều, còn có thêm nải không tăng giá cùng Triệu Minh Duy sau điện thời điểm. Triệu Minh Duy cái thứ nhất phản ứng lại đây, Long Hổ khiếu trạng thái nháy mắt hiện lên với hắn toàn thân, sau đó Triệu Minh Duy trực tiếp đối với vị kia bổn hẳn là làm con tinh hôi phát mỹ nhân chém ra căn bản không có lưu tình một quyền. Nhưng vô dụng, màu xám đậm hơi thở bao phủ Triệu Minh Duy, hắn thân ảnh nháy mắt biến mất ở Giang Kiều trước mặt. Hội trưởng, thêm nải không tăng giá cũng ý thức được có cái gì vấn đề nhưng Giang Kiều lại trước một bước đem nàng đẩy mạnh rút lui truyền tống môn trung. Truyền tống môn ở trong phút chốc biến mất, chỉ để lại Giang Kiều cùng vị kia hôi phát nâu da nữ nhân mặt đối mặt đứng. Này xem như thường quy cốt truyện sao? Con tin là che giấu bố. Giang Kiều lại lần nữa nhìn từ trên xuống dưới đối phương, gia hỏa này thực lực cường tới rồi lừa gạt Giang Kiều trinh sát thuật. Theo đạo lý tới nói đây là không có khả năng sự tình, quản chi là vĩnh hằng giả cũng vô pháp lãng tránh vệ thần chi thần trinh sát thuật nhìn trộm mà Giang Kiều lại lần nữa đem trinh sát thuật ném tới đối phương trên người. Một hàng làm Giang Kiều cái trán tràn ra mồ hôi lạnh tên hiện lên ra tới. Thiên diệt chi chủ, hơ rang. Cấp bậc Đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ngươi mới là tinh đồ thượng nguy hiểm nhất tồn tại, tân sinh vệ thần chi thần. Nàng thật sâu hút một ngụm trong tay cái tẩu, dùng tràn ngập chế nhạo ánh mắt nhìn Giang Kiều, lúc này đây ngươi các tính đồ so với ta trong dự đoán còn mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Ngươi này xem như ở lập FG đi. Giang Kiều không nghĩ tới sẽ lấy loại này hình thức cùng cuối cùng bốt mặt đối mặt gặp nhau, yên diệt chi chủ. Ở Giang Kiều trong ấn tượng hẳn là hành tinh thôn vệ giả cái loại này hình tượng. Quỷ biết là loại này tràn ngập dị vực phong tình mỹ nhân. FG. Cờ xí. Ngươi nơi nguyên sơ tinh cầu tục ngữ sao. Nàng này một câu làm Giang Kiều biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng. Yên diệt quân đoàn sở dĩ bị Giang Kiều liệt vào cần thiết muốn tiêu diệt địch nhân nguyên nhân. Là bọn họ biết thánh linh đến từ chính Lang Tinh, hơn nữa bọn họ mục tiêu chính là phá hủy lam tinh mặt khác địch nhân càng nghĩ nhiều muốn phá hủy chính là thánh linh bản thân biểu tình đừng như vậy nghiêm túc nguyên sơ vị diện ở ta tất chứa trung đã có vài cái ta trên thực tế cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú nàng môi hơi hơi nhếch lên xem gian kiều ánh mắt so với địch nhân càng như là một loại quý trọng sủng vật tất chứa phẩm đúng vậy thu tàn phẩm nàng lại lần nữa thật sâu hút một mụn trong tay bạch chế cái tẩu học ra giống nhau mang theo kỳ dị hương thơm sương khói cấu thành một cái yên diệt quân đoàn ký hiệu, ta người theo đuổi nhóm đều cho rằng. Ta đem những cái đó vị diện trở thành đồ ăn, yêu cầu hấp thu những cái đó vị diện sinh linh lực lượng mới làm cho bọn họ khắp nơi chinh chiến. Nhưng đó là ngươi sở làm ác sự, vệ thần chi thần. Thông vệ vị diện là ngươi hứng thú, ta nhưng không có loại này đam mê. Cho nên làm yên diệt quân đoàn ở mảng tinh đồ đốt giết bắt cướp chính là vì thỏa mãn ngươi. Cất chứa phích. Giang kiều loại này thời điểm cũng bắt đầu âm dương quái ký lên ta không ngươi như vậy tràn lan đồng tình tâm, vệ thần chi thần. Ngươi là tinh đồ thượng chỉ có một cái duy nhất phẩm, nếu ngươi mang lên cái này trở thành ta sở hữu vật, ta có thể suy xét buông tha ngươi nguyên sơ tinh cầu. Trên tay nàng lấy ra một cái phi thường tinh mỹ vòng cổ, này trong nháy mắt Giang Kiều Minh Bạch gia hỏa này là thật sự đem chính mình đương sủng vật. Cáo từ. Giang Kiều biết đối phương là ở chiêu hàng, còn không bắt đầu đánh. Ai thua ai thắng còn không nhất định. Ngươi nên cảm tạ vị kia thăng hoa thể. Nàng trong tay vòng cổ biến mất không thấy sao, như là đoán trước đến Giang Kiều sẽ cự tuyệt giống nhau, nếu không phải vì đối kháng vị kia thăng hoa thể, ta người theo đuổi nhóm đã ở phá hủy các ngươi trên đường. Khi thật đúng là may mắn. Giang Kiều vẫn như cũ có lệ đối phương. Các ngươi bản thể đều không ở nơi này, cho nên ngươi mới có thể như vậy không có sợ hãi, vệ thần chi thần. Cuối cùng cho ngươi một cái nhắc nhở, hiện tại ngươi duy nhất phần thắng chính là ăn luôn cái kia thăng hoa thể, như vậy ngươi mới có cùng ta chống lại cơ hội. Nàng cũng không có tiến thêm một bước cùng Giang Kiều câu thông đi xuống ý tứ, bởi vì nàng biết nói thêm gì nữa cũng không có bất luận cái gì tác dụng, đương nàng bên cạnh người không gian xuất hiện vỡ vụn dấu vết sau, ở sương khói lượng lờ dưới. Nàng biến mất ở gian kiều trước mặt. Thay thế chính là Triệu Minh Duy đánh vỡ trục xuất không gian hạn chế vọt ra, có chút phát lực quỳ xuống trước trên mặt đất không ngừng thở hỗn hển. Triệu Minh Duy ma pháp giá trị đã hoàn toàn quét sạch. Ngươi không có việc gì sao? Giang Kiều đi đến Triệu Minh Duy bên cạnh hỏi. Không có việc gì. Triệu Minh Duy lau chùi một chút trên má mồ hôi, nhẹ nhấp một chút miệng mình không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi không hỏi ta cái kia xinh đẹp NPC là ai sao? Hỏi là có thể đánh thắng nàng sao? Triệu Minh Duy này một câu như là đang hỏi cậu kế hoạch, hỏi sẽ có cái gì đó ngoại quải có thể cho ta khai sao? Không được. Điểm này Giang Kiều là có thể khẳng định. Vậy trở về đi, hội trưởng. Nên ngăn chặn một chút những cái đó hư không trùng tộc lan tràn. Chương 615, thông báo. Triệu Minh Duy từ khoang trò chơi trung đi ra, hắn vừa mới đứng trên mặt đất thượng khi phát hiện trên người dư lại lực lượng căn bản chống đỡ không dậy nổi thân thể hắn. Cái này làm cho Triệu Minh Duy có chút thất hành trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, mấy lần ý đồ bò dậy lại không có bất luận cái gì tác dụng. Đội. Đội trưởng. Còn ở nấu cơm kỳ quân tử nghe thấy được phòng huấn luyện động tĩnh lập tức chạy tiến vào, kết quả ánh mắt đầu tiên liền thấy ngã trên mặt đất căn bản vô pháp nhúc nhích Triệu Minh Duy. Kỳ quân tử trực tiếp bắt tay trên đầu đồ vật buông, trực tiếp chạy tới Triệu Minh Duy bên cạnh người đem hắn cấp đỡ lên ngươi ở trong trò chơi làm cái gì? Kỳ quân tử đem Triệu Minh Duy đỡ tới rồi một bên ghế trên ngồi xuống, loại này thể lực tiêu hao quá mức trạng huống, kỳ quân tử cũng có nghĩ tới có hay không có thể là lực lượng thí luyện phó bản dẫn tới kết quả. Nhưng cái này ý tưởng thực mau đã bị kỳ quân tử cấp phủ quyết, Triệu Minh Duy ở lực lượng thí luyện thượng tuyến trung liền đánh quá một hai lần, nhưng mỗi lần kết thúc giống như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Lực lượng thí luyện Triệu Minh Duy cũng không thế nào am hiểu nói dối, nhưng hắn vẫn là lựa chọn ở thời điểm này dùng một cái có chút sức sẹo nói dối trả lời kỳ quân tử nếu là ở qua đi kỳ quân tử nhất định sẽ không để ý triệu minh duy này đó nói dối nàng cũng sẽ không truy vấn đi xuống rốt cuộc từng người đều có từng người riêng tư nhưng gần nhất kỳ quân tử có một loại cảm giác đó chính là triệu minh duy banh mặt số lần càng ngày càng nhiều ở du ngoạn thánh linh thời điểm kỳ quân tử đã rất khó cảm giác được triệu minh duy trên người có cái gì làm người chơi nhiệt tình càng có rất nhiều một loại trầm trọng áp lực cảm giác giống như là ở cổng thứ gì đi tới giống nhau. Càng quan trọng là kỳ quân tử cùng Triệu Minh Duy đã làm mau 8 năm đồng đội, Triệu Minh Duy lại trước sau đều đem kỳ quân tử trở thành một cái bị bảo hộ đối tượng tới đối đãi. Ta muốn nghe lời nói thật. Kỳ quân tử nghĩ đến đây hơi có chút mất khống chế hỏi ra thanh. Nhưng nàng hô lên thanh khi. Thấy Triệu Minh Duy trên mặt kinh ngạc biểu tình, thực mau liền ý thức được chính mình thất thố. Cái này làm cho kỳ quân tử nghiêng đi chính mình tầm mắt không có lại đi xem Triệu Minh Duy, khẽ cắn một chút môi lúc sau vẫn là lựa chọn đứng dậy. Khi ta, vừa rồi cái gì cũng chưa nói đi, ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi đem phòng bếp hỏa đóng. Kỳ quân tử đứng lên chuẩn bị rời đi phòng huấn luyện, nàng đi ra còn không có vài bước, phát hiện chính mình tay bị Triệu Minh Duy cầm. Cái này làm cho kỳ quân tử có chút kinh ngạc cùng bất an quay đầu lại đi nhìn Triệu Minh Duy, Triệu Minh Duy biểu tình thực bình tĩnh, nhưng ở há mồm chuẩn bị nói cái gì đó khi, do dự biểu tình vẫn là viết ở trên mặt hắn. Quân như, ngươi, Triệu Minh Duy ở ngắn mũi trầm mặt một lát sau đó nói, tin tưởng thánh linh trò chơi này là chân thật sao? Ta tin tưởng. Kỳ quân tử trả lời tốc độ mau tới rồi vượt qua Triệu Minh Duy đoán trước, mau tới rồi Triệu Minh Duy đều không kịp buông ra kỳ quân tử tay, kỳ quân tử liền trước một bước lại lần nữa ngồi trở lại Triệu Minh Duy bên cạnh. Cái này chỉ cần là thánh linh chơi thời gian lâu rồi người chơi. Đều có cảm giác, ta xem trong đàn cũng thường xuyên nói thánh linh hoàn toàn là một cái chân thật thế giới. Kỳ quân tử thấy Triệu Minh Duy trên mặt kia hơi kinh ngạc biểu tình tiến thêm một bước giải thích nói, "Vậy ngươi cảm thấy, thánh linh quái vật có khả năng đến hiện thực tới sao?" Triệu Minh Duy nghe đến đó vẫn là quyết định đem chôn giấu ở chính mình trong nội tâm bí mật nói ra, "Đến hiện thực. Những cái đó thực tế ảo hình chiếu. Hiện tại các thương trường đều có thánh linh thực tế ảo hình chiếu xác thật có chút kỳ quái, ngẫu nhiên ở trong trò chơi đi ngang qua thời điểm, cũng có thể thấy hiện thực người." Kỳ quân tử một chốc một lát thật đúng là không nghe minh bạch Triệu Minh Duy này một câu là có ý tứ gì, lại còn có hiểu lầm là thực tế ảo hình chiếu nguyên nhân. Không phải hình chiếu, là chân thật địch nhân, Thánh Linh lần đầu tiên khai phục kia đoạn thời gian, yên dịp quân đoàn liền đã từng xâm lớn quá một lần gian thành đường đi bộ, nhưng bị các người chơi cấp đánh lui. Triệu Minh Duy nói tới đây cũng không hề giấu giếm, đem chính mình biết nói sở hữu tình báo đều toàn nói cho kỳ quân tử. Nhưng, kia, không phải Thánh Linh một lần khai phục hoạt động sao Kỳ Quân Tử vẫn là có chút không muốn tin tưởng Triệu Minh Duy nói, tai ách phu nhân diễn viên chạy đến hiện thực cùng quyển Tàng Vân kết hôn vốn là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, nhưng bởi vì hiện đại trong trò chơi NPC đều có diễn viên sắm vai chuyện này. Đa số các người chơi đều cho rằng này phi thường hợp lý, nhưng trong trò chơi địch nhân sẽ chạy đến hiện thực phá hư loại sự tình này. Vẫn là vượt qua tuyệt đại đa số người chơi nhận tri, bao gồm Kỳ Quân Tử. Không phải khai phục hoạt động, ta. Không biết nên nói như thế nào, quân như ngươi không tin nói cũng không quan hệ. Triệu Minh Duy bản thân liền không quá am hiểu hình dung phương diện này sự. Đây là ngươi quản chi đã là toàn phục đệ nhất, còn không có thả lỏng nguyên nhân. Kỳ quân tử càng để ý chính là Triệu Minh Duy cho tới nay lưng đeo đồ vật là bởi vì yên diệt quân đoàn sẽ xâm lấn hiện thực. Triệu Minh Duy khẽ gật đầu không có lại tiếp tục đáp lại. Hiện tại kỳ quân tử minh bạch, đó chính là Triệu Minh Duy trước nay đều không có đem thánh linh trung mặt khác tuyển thủ chuyên nghiệp coi là địch nhân, Triệu Minh Duy chân chính coi là địch nhân. Thế nhưng là trong một trò chơi đối địch tổ chức yên diệt quân đoàn vậy nên làm sao bây giờ? Gần nhất phó bản trừ bỏ lực lượng thí luyện trung có cùng yên diệt quân đoàn tương quan cốt truyện, mặt khác phó bản đều không có cùng bọn họ tiếp xúc ký lục, ta cũng cùng yên diệt quân đoàn một vị đoàn trưởng giao thủ quá, lúc ấy cảm giác hắn tuy rằng cường, nhưng cũng không đến mức cường đến không có biện pháp chiến thắng nông nổi. Kỳ quân tử đương nhiên là vô điều kiện tin tưởng Triệu Minh Duy, vì thế nàng bắt đầu phân tích nổi lên yên diệt quân đoàn tiếp theo xâm lấn trước chính mình có thể làm chút cái gì. Nàng cùng yên diệt quân đoàn giao thủ số lần cũng không nhiều, gần nhất một lần chính là ở vĩnh tục thánh sở trung cùng yên diệt quân đoàn đoàn trưởng đi rút giao thủ ký lục vị kia quân đoàn trưởng đi rút xác thật rất mạnh kỳ quân tử một mình một người nói cũng không phải đối thủ của hắn nhưng không cần thánh linh để nhất đại hiệp hội dược động hạch tử kỳ quân tử chỉ cần kêu gọi chính mình dưới trướng quân lâm thiên hạ tổ cái trăm người đoàn là có thể công lực rất đối phương triệu minh duy hiện tại cùng vị kia quân đoàn trưởng giao phong nói chỉ cần một vị vũ em hiệp trợ trên cơ bản chính là nắm chắc khi không phải yên diệt quân đoàn cực hạn Triệu Minh Duy hiện tại vẫn như cũ cảm giác một loại cảm giác vô lực vần quanh ở chính mình toàn thân, hắn ở cướp bóc nhiệm vụ sau khi chấm dứt bị nhốt ở Yên Diệt Chi Chủ trục xuất trong không gian. Giang Kiều ở cùng Yên Diệt Chi Chủ giao lưu thời điểm vẫn luôn ở ý đồ cứu trở về Triệu Minh Duy, mà Triệu Minh Duy cũng ở tự cứu. Cuối cùng Triệu Minh Duy dùng hết chính mình ba lô trung sở hữu cường hóa dược tề cùng niệm khí chi lực mới bài trừ Yên Diệt Chi Chủ trục xuất lĩnh vực. Chỉ là muốn giải trừ địch nhân một cái khống chế kỹ năng đều đã khuynh tẩn toàn lực, thật là như thế nào mặt đối mặt cùng đối phương khai chiến đội trưởng ngươi còn nói cho những người khác sao? Kỳ quân tử biết yên diệt quân đoàn không phải đơn cái người chơi có thể xử lý tổ chức như là mặt huấn luyện viên, còn có dược động hạch tử phía sau màn lão bản bọn họ. Ta không có nói cho bọn họ, nhưng bọn hắn đều biết, ngân lão bản vẫn luôn đều ở làm chuẩn bị, đại gia. Đều rõ ràng. Đây cũng là triệu minh duy lựa chọn thời gian dài lưu tại dược động hạch tử cứ điểm nguyên nhân, vô luận là mặt thời quy vẫn là ngân lão bản bọn họ đều rõ ràng thánh linh trò chơi này đại biểu cái gì. Khi kế hoạch đâu, dược động hạch tử có cái gì ứng đối kế hoạch sao kỳ quân tử tuy rằng làm quân lâm thiên hạ hội trưởng nhưng hiện tại quân lâm thiên hạ bản chất chỉ là một cái giải trí hiệp hội hợp tác tính hoàn toàn không bằng dược động hạch tử cái này hỏi dược động hạch tử vô dụng khả năng muốn hỏi ta hội trưởng triệu minh duy này một câu lại lần nữa làm kỳ quân tử nao nao vô danh giả hiệp hội hội trưởng không đổi mới không đúng giang kiều hội trưởng hắn có thể làm cái gì kỳ quân tử lại lần nữa lâm vào không hiểu ra sao trạng thái, vô danh giả đến bây giờ cũng là một người số không đủ 10 người tiểu hiệp hội, nơi này tuy rằng đều tụ tập thánh linh mạnh nhất tồn tại, nhưng cái này tiểu hiệp hội ở toàn bộ yên diệt quân đoàn trước mặt giống như không có gì quá lớn tác dụng. Chương 616, như thế nào thắng? Giang Kiều cũng từ xung doanh thánh sở quay trở về Brang đảo. Mà Giang Kiều từ lúc truyền tống môn trung đi ra liền cảm giác chính mình như là bị ai cấp ôm lấy. Giang Kiều thoảng qua thần tới thời điểm, phát hiện ôm lấy chính mình người đúng là thêm nải không tăng giá. Thánh Linh bắt trước ra thân thể thật sự phi thường phỏng thật, phỏng thật tới rồi Giang Kiều có thể cảm giác được thêm nải không tăng giá trên người nhiệt độ cơ thể còn có mùi hương. Cái kia. Thêm nải. Giang Kiều đôi tay một chốc một lát không biết để chỗ nào hảo, nhưng thêm nải không tăng giá lại càng ôm càng chặt mơ hồ có làm Giang Kiều hít thở không thông xu thế. Này cũng không phải Giang Kiều ảo giác, Giang Kiều cảm giác chính mình sinh mệnh giá trị ở không ngừng giảm bớt, luận lực lượng thuộc tính tới nói, Giang Kiều cái này triệu hoán sư lực lượng vẫn là so bất quá thêm nải không tăng giá cái này vú em. Lại không buông tay nói. Ta khả năng thật sự muốn cướp. Giang Kiều nhìn chính mình sinh mệnh giá trị lấy mỗi giây 100 điểm tốc độ giảm xuống, Giang Kiều hiện tại ngay cả đôi tay cánh tay đều bị thêm nải không tăng giá cấp ôm lấy. Loại này tư thế nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói không phải ôm, mà là té ngã, phản phất dây tiếp theo thêm nải không tăng giá liền sẽ sử dụng ra nào đó té ngã kỹ năng đem Giang Kiều từ trên xuống dưới cấp té lăn trên đất thêm nãy không tăng giá cũng ý thức được chính mình thất thố, vì thế nàng thay đổi một cái ôm tư thế, lần này làm Giang Kiều đôi tay giải phóng ra tới, lực độ cũng tiểu thượng rất nhiều. Ít nhất, sẽ không khấu huyết. Giang Kiều biết hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, cứ như vậy làm thêm nãy không tăng giá ôm mau 7 giây tả hữu thời gian, nàng mới chậm rãi buông lỏng ra trong lòng ngực mình. Làm xong này hết thảy thêm nãy không tăng giá dùng tay vỗ nhẹ một chút chính mình gương mặt, biểu tình lại biến thành giống như trước đây cái loại này gian thương giảo hoạt. Hội trưởng, ta tiến truyền tống môn trước, thấy nữ nhân kia chất cấp bậc giống như đột nhiên biến thành dấu chấm hỏi. Thêm nãy không tăng giá hỏi còn có. Nàng xưng hô cũng biến thành yên diệt chi chủ. Nhưng thêm nãy không tăng giá muốn duy trì được thường lui tới giống nhau nhẹ nhàng biểu tình cũng không đơn giản, một hồi nhớ tới vừa rồi Giang Kiều đem nàng đẩy vào môn trung, một mình đối mặt yên diệt chi chủ tình huống, ngưng trọng biểu tình lại lần nữa hiện lên ở thêm nãy không tăng giá trên mặt. Giang Kiều cũng chú ý tới cùng phản hồi người chơi trung, ngân tổng cùng mặt thời quy đều thực ở có quan hệ cái kia muốn bắt Giang Kiều làm sủng vật hư nữ nhân đối Giang Kiều nói chút cái gì. Hiện tại Giang Kiều có thể lựa chọn giả ngu cùng lãng tránh, nhưng Thánh Linh hiện phiên bản mạnh nhất bốt đã hướng Giang Kiều hạ chiến thư. Giang Kiều cảm thấy là thời điểm hướng các người chơi lộ ra một chút sự tình. Ân, ừ, tên kia hẳn là Thánh Linh cuối cùng bốt. Giang Kiều nói làm ngân tổng cùng mặt thời quy mày đều nhíu chặt lên. Nhưng thật ra một bên ở vây xem tiểu vũ mau, còn có bạch đế bọn họ nghe tới không thế nào cảm thấy hứng thú bộ dáng. Khả năng ở bình thường thánh linh người chơi xem ra, Yên diệt chi chủ tồn tại cũng cũng chỉ là thánh linh trung một vị cường đại bốt mà thôi. Nhưng đối với Ngân Tổng tới nói lại bất đồng. Mục tiêu đâu? Không đổi mới hội trưởng, vị kia yên diệt chi chủ tiểu thư hay không đã nói với ngươi, nàng mục tiêu là cái gì? Ngân Tổng hiện tại cũng có chút tự trách, hắn đã sớm hẳn là ở bắt cóc cái kia nguy hiểm hình người diệt thế cấp vũ khí trước, trước hết nghĩ ra thân phận của nàng không có khả năng như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng ai sẽ đoán được tinh đồ thượng nhất khủng bố thiên tai chi chủ chi nhất? sẽ như là một cái đại tiểu thư giống nhau ngồi ở một chỗ hẻo lánh kim khố bên trong hút thuốc đấu. Tới. Giang Kiều nghe Ngân tổng vấn đề này nhìn chăm chú đạm màu xám đôi mắt, vị này dược động hạch tử phía sau màn thống lĩnh giả ở hướng Giang Kiều xác nhận, xác nhận một việc, đó chính là hắn cho tới nay nỗ lực rốt cuộc có hay không ý nghĩa. Làm câu lạc bộ lão bản, ở Thánh Linh trò chơi này trung mở rộng chính mình thế lực là thực bình thường sự tình, rốt cuộc Ngân tổng làm thương nhân ở Thánh Linh trung có tuyệt đối ít lợi có thể tìm ra. Nhưng này không phải hắn ước nguyện ban đầu hắn ước nguyện ban đầu chính là vì không cho chính mình mỗi ngày đều sống ở bất an trung vì thế ngân tổng mới có thể không tiếc hết thảy đại giới bồi dưỡng thánh linh người chơi thậm chí còn thánh linh trò chơi này bản thân lam tin giang kiều cho ngân tổng này một cái hắn muốn nghe được lại không muốn nghe đến trả lời lam tin sau phiên bản chiến trường là ở thế giới bên trong sao bên cạnh không rõ chân tướng tiểu vũ mau hỏi một câu làm kiến trúc sư Tiểu Vũ Mao là nhất có thể thể nghiệm thế giới bên trong từ lúc ban đầu phiên bản náo nhiệt đến bây giờ lượt hiện quạng của ẻ. Nếu sau phiên bản chủ yếu chiến trường định ở thế giới bên trong nói, có lẽ có thể làm thế giới bên trong lại lần nữa náo nhiệt lên. Ngươi cho là như vậy chính là đi. Giang Kiều cũng không có vạch trần phương diện này sự, ngân tổng chính mình trong lòng rõ ràng. Khi không đổi mới hội trưởng, ngươi biết như thế nào thắng hạ như vậy yên diệt chi chủ tiểu thư sao? Ngân tổng trực tiếp hỏi ra chính mình muốn nhất biết đến đáp án, địch nhân sẽ đến ngân tổng sáng sớm sẽ biết. Hắn vì thế ở không ngừng chuẩn bị, nhưng hắn sở hữu chuẩn bị đều là thành lập ở thánh linh trò chơi này cơ sở thượng. Thánh linh cực hạn chính là bọn họ cực hạn, nhưng yên diệt chi chủ cường đại là quản chi thánh linh nhóm đều tới rồi chính mình cực hạn cũng vô pháp chiến thắng. Thăng hoa thể Đây là giang kiều duy nhất có thể nghĩ đến đáp án, Rosa mẫu thân, thăng hoa thể bản thân chính là một vị có thể cùng yên diệt chi chủ so sánh thiên tai tồn tại. Nhưng thăng hoa thể so yên diệt chi chủ hơi yếu một chút là trên tay nàng không có vẻ thần chi thần mảnh nhỏ, yên diệt chi chủ trên tay còn lại là có một đống. Đồng thời vĩnh tục thánh sở diệt tuyệt đơn vị hiệp trợ, làm các người chơi chiến thắng thăng hoa thể trở thành khả năng. Chỉ cần Hải Lam đem thăng hoa thể cấp ăn luôn nói, như vậy liền có cũng đủ phần thắng. Cảm ơn. Ngân Tổng ở được đến này một tình báo sau không có hỏi lại cái gì, trực tiếp xoay người hướng về vĩnh tục thành nơi truyền tống môn đi đến. Chung quanh vây xem cùng bàn thính các người chơi cũng nghe đến không hiểu ra sao, lần này giao lưu sau khi kết thúc cũng từng người đi hoàn thành đỉnh đầu thượng sự vật đi. Thánh linh trò chơi này vẫn như cũ ở vận chuyển, có biết chân tướng mọi người đều đã làm ra chính mình lựa chọn hơn nữa trả giá hành động. Bao gồm thêm nải không tăng giá. Hội trưởng, lần này đoạt tới giải dược còn đủ sao? Ta còn lãnh không ít khen thưởng đâu. Thêm nải không tăng giá tiếp tục khôi phục phía trước gian thương bộ dáng, nhìn dáng vẻ nàng không tính toán cướp bóc một lần xung doanh thánh sở liền thiện bãi cam hưu. Hỏi ta vấn đề này. Hảo đi, cảm giác thượng vẫn là vậy là đủ rồi chỉ cần dùng đến tốt lời nói giang kiều trở về thời điểm toàn bộ cướp bóc đoàn đội đều đã đem quên đi nước sông cấp nộp lên này đó quên đi nước sông đủ để chế tạo ra trên trăm vị nguyên sơ nhân loại bọn họ sẽ là đảm nhiệm người chơi học đồ tốt nhất mầm đồng dạng cũng là chịu tải diệt tuyệt đơn vị lực lượng tốt nhất vật dẫn hư không trùng tộc này một cái đường bộ giang kiều vốn chính là chỉ nghĩ đem nó trở thành viễn chinh nhiệm vụ một loại cũng chính là người chơi treo máy cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ hiện tại Giang Kiều cần phải làm là xem các người chơi đối chính mình học đồ dạy dỗ, còn có vĩnh tục thánh sở ở diệt tuyệt đơn vị thượng vận dụng. Nếu vĩnh tục thánh sở thật sự là quá cùi bắt, liền bạo binh A một đợt đều sẽ không nói, Giang Kiều cũng có thể tìm một ít RTS loại hình cao thủ người chơi đi nếm thử một chút. Hiện tại dược động hạch tử hiệp hội nội thông cáo đã phát ra nhiều vụ quải mấy chỉ NPC học đồ về nhà kêu gọi. Mọi người đều ở vì thắng lợi tích cấp lợi thế, Giang Kiều cũng không thể sờ cá nên bắt tay trên đầu tích cấp tạo vật năng lượng đều dùng ở nên dùng địa phương. Chương 617, ta có đặc thù công lực phương pháp. Giang Kiều vẫn là xem nhẹ ngân tổng, hoặc là nói các người chơi hành động lực. Quên đi nước sông đúng chỗ ngắn ngủn nửa tháng thời gian, các người chơi liền dựa vào dịp tuyệt đơn vị đại quân sở mang đến hiệp trợ hoàn thành phản trấn áp hư không trùng tộc lan tràn. Mi nữ vương trên người hư không ăn mòn cũng bởi vậy chuyển dời đến ông vàng kỵ sĩ trên người. Hư không phong tỏa chiến trường đối với đa số người chơi tới nói vẫn như cũ chỉ là một cái treo máy chiến trường chỉ là không biết ai đem hải lam tính toán đem thăng hoa thể trở thành cơm trưa tin tức tiết lộ cho thon hôm nay thon tìm tới giang kiều ta không rõ giang kiều ở phó bản lĩnh chủ trong ký túc xá mặt khai một vải coca cola xem này đồng dạng ngồi ở bàn tròn bên cạnh trầm mặc không nói thon ngươi là muốn cho vị kia thăng hoa thể cũng chính là rosa mẫu thân qua đời không sai nhưng lại không nghĩ bị vệ thần chi thần thay đổi thành năng lượng này hai người có cái gì xung đột sao giang kiều cùng vị này lúc ban đầu vĩnh hàng giả ở chung lâu như vậy thông tâm lộ lịch trình gian kiều cơ bản đều có thể đoán được. Vị kia bị hư không trùng tộc ăn mòn thăng hoa thể là Rosa mẫu thân, mà Rosa phụ thân chỉ sợ cũng là Thon. Thon là vẫn như cũ ái Rosa mẫu thân, cho nên hắn mới muốn đem Rosa mẫu thân giết chết, từ hư không trùng tộc ra tấn trung giải thoát ra tới. Dùng kiếm sát cũng là sát, bị phệ thần chi thần thôn phệ thay đổi thành thuần túy năng lượng cũng là sát. Giữa hai bên có cái gì khác nhau sao? Ta hy vọng nàng chết thời điểm có thể hoàn chỉnh thong tại đàm luận phương diện này khi thu hồi phía trước tùy tiện bộ dáng nói ít nhất có thể ở trong quan tài nằm hạ tán giang kiều có thể lý giải thong ý tưởng chính mình ái nhân hy vọng có cái toàn thay là thực bình thường ý tưởng nhưng điểm này ta chỉ sợ không có biện pháp đồng ý chúng ta yêu cầu thăng hoa thể lực lượng đi đối kháng yên diệt quân đoàn giang kiều ở điểm này thái độ phi thường kiên quyết rosa mẫu thân chính là thăng hoa thể bản thân thong sở dĩ sẽ lựa chọn giết chết rosa mẫu thân mà không phải cứu vớt chính là bởi vì hắn biết căn bản không có bất luận cái gì biện pháp có thể. Chi lì nàng cùng hư không trùng tộc ăn mòn. Trừ phi ngươi có năng lực đem yên diệt chi chủ cấp xử lý. Giang Kiều cầm trong tay đã biến thành bình rỗng coca cola cấp ném tới thùng rác nói. Thon cũng biết chính mình đối lý, hiện tại hắn có cơ hội chém giết rất thăng hoa thể tất cả đều là dựa vào thánh linh trợ giúp, nhưng thánh linh ở hiệp trợ hắn cùng nhau chém giết rất thăng hoa thể sau. Hắn làm như vậy tương đương với cướp đi thánh linh chiến lợi phẩm. Ta không phải yên diệt chi chủ đối thủ, trục xuất chi lực là ta cảm thấy phiền toái nhất lực lượng chỉ ở sau vệ thần chi thần lực lượng Thong không có lại do dự hắn đột nhiên lấy ra ba tòa pho tượng phóng tới trên mặt bàn giang kiều thấy kia ba tòa pho tượng thời điểm trên tay động tác đều đình chỉ một chút kia không phải cái gì bình thường pho tượng giang kiều ở hướng này ba tòa pho tượng thượng ném trinh sát thuật thời điểm pho tượng biểu hiện ra sinh mệnh giá trị là dấu chấm hỏi trinh sát thuật phản hồi ra tới dấu chấm hỏi chỉ có hai cái khả năng tính thứ nhất là mục tiêu cấp bậc quá cao lấy hiện giai đoạn vệ thần chi thần chi lực giang kiều căn bản vô pháp nhìn trộn đến cái gì đệ nhị chính là vạn pháp toàn phá chi lực duy nhất vô pháp phá hủy rất pháp tắc đó chính là khởi nguyên phương pháp thời gian không gian trật tự này ba cái quy tắc thần liên hợp lại sở hình thành lực lượng người đại lý tiêu diệt thiên tai cân bằng tinh đồ sinh linh kỳ thật là có báo đáp thông đem ba tòa pho tượng đẩy đến giang kiều trước mặt nói ta biết hắc triều đảo chiến dịch thời điểm trật tự thần đã cho chúng ta thần lực kết tinh làm thù lao giang kiều đương nhiên thu được quá này ba vị quy tắc thần thù lao trong đó trật tự thần cấp thù lao nhiều nhất đều là lấy thần lực kết tinh là chủ tinh đồ thượng sở hữu thần lực kết tinh cơ bản đều sản tự vị này trật tự thần thần lực kết tinh chỉ là nhất cơ sở thấp kém nhất thù lao ta ở dài dòng năm tháng bình định rồi vô số tàn sát bừa bãi tinh đồ thiên tai ở này đó trong quá trình ta được đến một ít thực đặc thù thù lao hong nói đặc thù thù lao có thể hướng tam thần hứa nguyện thong nói ra một cái khả năng sẽ làm toàn tinh đồ thánh linh điên cuồng thù lao, so hướng vệ thần chi thần hứa nguyện còn nếu có thể làm người hưng phấn không thôi. Từ từ. Hứa nguyện ý tứ là. Ta có thể hướng thời gian kia chi thần hứa trở lại quá khứ nguyện vọng sao? Giang kiều đối không gian cùng trật tự hai vị thần nguyện vọng không thế nào cảm thấy hứng thú, nếu là này ba vị quy tắc thần có thể hứa cái cái gì? Tinh đồ thượng sở hữu hư không trùng tộc đều đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nguyện vọng. Thong khả năng liền không cần vất vả như vậy ngàn dặm sát thê, phỏng chừng điểm này đối yên diệt chi chủ cũng là dùng được quy tắc tam thần giết chết không được yên diệt chi chủ có thể nhưng thon lại cho giang kiều một cái càng thêm ngoài ý muốn trả lời vậy ngươi chính mình vì cái gì không cần giang kiều chú ý tới một cái mấu chốt vấn đề nếu là thon có thể trở lại quá khứ nói hắn hẳn là nghĩ cách đem chính mình thê tử cấp cứu tới mới đúng vô số lần hồi đương cuối cùng đánh ra hoàng mỹ nhất kết cục đây mới là một cái người chơi nên làm sự tình ta thử qua vô số lần nhưng kết quả cuối cùng đều là giống nhau, thời gian giống như là một trương võng, mặc kệ ngươi chạy đến nơi nào, nó đều sẽ đem ngươi bắt đến nguyên lai địa phương. Thon nói tới đây khi cầm lấy đại biểu thời gian chi thần pho tượng, biểu tình tựa hồ phi thường phiền muộn. Này xem như, thời gian tuyến kiềm chế sao? Chúng ta đây lấy nguyện vọng này có ích lợi gì? Ta đây có thể hướng không gian chi thần hứa nguyện, đem toàn bộ tinh đồ vệ thần chi thần mảnh nhỏ đều truyền tống đến ta trước mặt sao? Giang Kiều đối với trên bàn một cái khác điêu khắc hỏi một câu không gian chi thần cự tuyệt nàng vô pháp làm được thon có chút bất đắc dĩ nói này quy tắc tam thần sao hồi sự đều có thể xuyên qua thời gian liền cái chuyển phát nhanh công năng đều không có giang kiều có chút bất mãn dùng tay chọc một chút không gian chi thần điêu khắc gương mặt kết quả cái này điêu khắc rất bất mãn mở ra miệng mình cắn giang kiều ngón tay vẫn là sống giang kiều đem chính mình đã cắt thành quan mảnh nhỏ ngón tay xả ra tới thực mau hệ thống liền đem đứt gãy tứ chi một lần nữa khôi phục thành nguyên dạng thời gian chi thần nguyện ý hiệp trợ các ngươi vệ thần chi thần lực lượng có thể cho các ngươi đánh vỡ phát tắc, kéo dài ra một cái khác song song vị diện tinh đồ, cho nên các ngươi ở qua đi vẫn là tương lai làm ra bất luận cái gì thay đổi, đều sẽ không ảnh hưởng đến cái này tinh đồ. Thong lại lần nữa đem thời gian chi thần pho tượng phóng tới Giang Kiều trước mặt. Này giả thiết ta như thế nào cảm giác có chút quen tai. Giang Kiều như thế nào tổng cảm thấy chính mình ở nơi nào nghe qua này giả thiết đâu, nhưng hắn đã quản không được nhiều như vậy, hiện tại Giang Kiều phải không tiếc hết thảy thu thập hải lam thần cách mảnh nhỏ ngươi có thể giúp chúng ta truyền tống hồi đời trước vệ thần chi thần ngã xuống đêm trước sao? Giang Kiều căn cứ Hải Lam quá khứ ký ức có thể được ra. Hải Lam năm đó là trực tiếp bung một chút nổ thành mảnh nhỏ, giống như là Ngọc Tứ Hồn giống nhau hơn 20 cái thần cách mảnh nhỏ phân tán tới rồi tinh đồ cắt góc. Hiện tại Giang Kiều đỉnh đầu thượng có 6 cái, nhưng này 6 cái xa xa không đủ, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chính là trực tiếp tìm được đời trước vệ thần chi thần, ở nàng nổ mạnh trước đem thần cách mảnh nhỏ trước nuốt. Thời gian chi thần hồi đáp là được không, nó cũng rất tò mò vệ thần chi thần mạch duệ tiến hành thời gian xuyên qua sẽ phát sinh cái gì. Thon cho Giang Kiều một cái. Giang Kiều rất tưởng nghe thấy hồi đáp. Chương 618, người nụ hôn đầu tiên đối tượng không phải Hải Lam mà là ta Hải Lam đáp. Vệ thần chi thần quá khứ. Giang Kiều đối phương diện này nội tâm còn không có cái gì đế, Hải Lam liền càng không có đế. Giang Kiều nói cho Hải Lam chuyện này, hơn nữa cùng Hải Lam nói muốn lôi kéo nàng cùng nhau trở lại quá khứ thời điểm, nàng như là một con không muốn tắm rửa miêu giống nhau ôm sofa không nghĩ đăng nhập vào game. Này vẫn là Giang Kiều bắt lấy Hải Lam đem nàng ngạnh nhét vào trong trò chơi mới làm nàng miễn cưỡng đi vào thời gian chi thần pho tượng trước. Cùng đã đến còn có vãn hương cùng thêm nải không tăng giá. Chủ yếu là Giang Kiều kêu Hải Lam làm việc thời điểm, này hai ở Giang Kiều gia ăn cơm trưa, bởi vì đuổi thời gian nguyên nhân Giang Kiều cũng không có lãng tránh, liền lấy che giấu phó bản hình thức báo cho các nàng. Vãn hương cùng thêm nải không tăng giá đương nhiên là sẽ không sai quá cái này đặc thù che giấu phó bản, vì thế vô danh giả hiệp hội tổ một cái lâm thời bốn người tiểu đội đi tới thời gian chi thần cửa. Thật sự không cần lại kêu điểm người sao. Hội trưởng. Thêm nãy không tăng giá nhìn dần dần cấu trúc ra tới truyền tống môn trong lòng phi thường không có yên lòng, kỳ thật nàng biết Giang Kiều nói cái gì che giấu phó bản đều là gạt người. Lần này cái gọi là thời gian lữ hành nhất định là thật sự, mà thời gian lữ hành phó bản bối cảnh chuyện xưa trung. Muốn tao ngộ quá khứ vệ thần chi thần, cũng chính là trong truyền thuyết trò chơi người sáng tạo cũng nhất định là thật sự thêm nãy không tăng giá ở thánh linh trung tao ngộ quá mạnh nhất NPC chính là vị kia yên diệt chi chủ, quá khứ vệ thần chi thần ở bối cảnh tự thuật trung khẳng định cũng có cùng vị kia yên diệt chi chủ đồng dạng cường thực lực. Cho nên thêm nãy không tăng giá hoài nghi các nàng bốn người qua đi tám phần là cho đối diện đưa đồ ăn. Kỳ thật chúng ta chính là đi trước đi cái cốt truyện đi ngang qua sân khấu động họa, không đánh nhau. Giang Kiều vẫn là rất có tin tưởng thuyết phục quá khứ vệ thần chi thần, bởi vì từ hải lam ký ức phía cuối trung có thể tinh luyện ra có quan hệ với nàng quá khứ ký ức hoặc là nói sơ đại vệ thần chi thần ký ức. Vị kia vệ thần chi thần ở Giang Kiều xem ra là một vị thực dễ nói chuyện thần, chính là ở tinh đồ thượng thanh danh không thế nào hảo. Truyền tống môn chuẩn bị tốt. Vãn hương nhỏ giọng nghe Giang Kiều, ở Giang Kiều trước mắt truyền tống môn đã cấu trúc hoàn thành. Đại gia chú ý không cần đi rời ra. Giang Kiều nhẹ nhàng điều chỉnh một chút chính mình hô hấp, trực tiếp kéo hải lam tay đem nàng cấp ném vào truyền tống môn trung sau, chính mình lại cùng thêm nải không tăng giá còn có vãn hương cùng nhau đi vào ở tiếng vào này nói từ thời gian chi thần cấu trúc truyền tống môn khoảnh khắc giang kiều cái gì cảm giác đều không có đương giang kiều phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện chính mình đứng thẳng ở một cái giang kiều rất quen thuộc địa phương bran đảo ở giữa di tích kia bảy tòa đại biểu cho thiên tai tấm bia đá sở chót vót địa phương chỉ là bất đồng chính là giang kiều nơi thời đại bran đảo trung ương khi địa phương đã biến thành một chỗ chân chính di tích tấm bia đá cùng di tích nội kiến trúc cũng sớm đã bị năm tháng cấp ăn mòn đến không thành bộ dáng nhưng nơi này hết thảy thoạt nhìn đều như là tân giống nhau, bảy tòa đại biểu thiên tai tấm bia đá tản ra ảm đạm quang mang, như là ở hoa ngân gian kiều đã đến. Yên diệt, thôn vệ, hư không, thâm nguyên, cướp bóc, diệt sạch, hỗn độn. Bảy đại thiên tai ấn ký tản ra quang huy. Ngươi rốt cuộc tới. Một cái thanh lãnh thanh âm ở bảy tòa tấm bia đá trung ương vang lên. Thêm nãy không tăng giá trước tiên cấp mọi người thượng một cái trạng thái chiến đấu, bản hương còn lại là dơ lên súng ngắm nhắm ngay thôn vệ tấm bia đá trước thân ảnh. Tương lai ta, hoặc là chúng ta. Cái kia thân ảnh chuyển qua thân tới ánh mắt nhìn về phía Giang Kiều cùng Giang Kiều bên cạnh người Hải Lam, đương thấy rõ cái kia thân ảnh chân chính bộ dáng sau, Giang Kiều đã bắt đầu hoài nghi. Chính mình bên người kia chỉ vệ thần chi thần là giả. Vị này sơ đại phệ thần chi thần trên người ăn mặc một thân hẳn là cùng loại với quân trang chế thức trang phục, nàng tháo xuống trên đầu sở mang mũ, giống như băng tinh giống nhau màu lam nhạt tóc dài rơi rụng mà xuống. Nàng sắc bén ánh mắt ở nhìn chầm chầm hướng Hải Lam khi, Hải Lam toàn thân trên dưới cứng còng ở tại chỗ, có chút sợ hãi dùng tay bắt được Giang Kiều góc áo. Tương lai ta, so với ta trong tưởng tượng muốn cho ta thất vọng. Nàng không có lại đi xem Hải Lam, ánh mắt dừng ở Giang Kiều trên người dừng lại một lát nói, các ngươi là tới muốn ta thần cách đúng không? Xem ra đều bị đoán được. Này cũng ở Giang Kiều đoán trước bên trong, rốt cuộc cái này thời kỳ Hải Lam rất có thể là so yên diệt chi chủ còn muốn lợi hại tồn tại, có thể đoán trước đến điểm này là thực bình thường. Thật đáng tiếc, các ngươi đã tới chậm. Nàng đột nhiên đem một bàn tay đáp ở chính mình ngực quần áo thượng, đột nhiên nhẹ nhàng kéo ra trên cùng hai cái y khấu. Giang Kiều đoán trước tới rồi cái gì, bưng kính bên người vãn hương đôi mắt, thêm nãy không tăng giá còn lại là bưng kính Giang Kiều đôi mắt, Hải Lam có chút không biết làm sao đành phải chính mình khẽ cắn thăng tay. Giang Kiều đoàn người này quá dị động tác xem như thành công chọc cười nàng, nhưng nàng cười khẽ không bao lâu, Giang Kiều lột ra thêm nãy không tăng giá che ở chính mình đôi mắt thượng tay, cuối cùng thấy rõ vị này dám người khả năng so đương nhiệm Hải Lam muốn tốt hơn một cái thêm nãy không tăng giá. Sơ đại vệ thần chi thần ngực bộ dáng kết luận là cái gì đều không có nàng ngực phía trên là một cái hư vô lỗ trống trở lại vệ thần chi thần thần cách còn hoàn chỉnh thời gian điểm ta có thể đoán được suy nghĩ của ngươi nhưng thời gian này điểm là không tồn tại trên mặt nàng mỉm cười giảo hoạt tới rồi có chút nguy hiểm ta thần cách từ tứ tán mà ra bắt đầu liền rơi rụng ở các thời gian điểm các song song thời không sở hữu thời không cùng thời gian điểm mảnh nhỏ đều là duy nhất này không có khả năng ở chúng ta thời gian điểm có người thu thập tới rồi hơn phân nửa vệ thần chi thần mảnh nhỏ. Giang Kiều có thể khẳng định yên diệt chi chủ trên tay tuyệt đối có đại đa số vệ thần chi thần mảnh nhỏ. Ngươi thật sự cho rằng là hơn phân nửa sao? Nàng hỏi lại làm Giang Kiều ngơ ngẩn. Các thời gian điểm hòa bình hành vị diện vệ thần chi thần mảnh nhỏ đều là duy nhất chính là có ý tứ gì? Vệ thần chi thần lực lượng là dùng cho đánh vỡ thường quy, quản chi thời gian trật tự cũng có thể đánh vỡ, như vậy mảnh nhỏ bản thân liền xuyên qua thời gian đâu? Giang Kiều cảm giác chính mình đầu óc có chút loạn, nhưng Giang Kiều đang ở miên mang suy nghĩ thời điểm, vị kia sơ đại vệ thần chi thần thân thể lại dần dần bày biện ra nữa trong suốt trạng thái. Nàng tồn tại đang ở biến mất. Ta chiến đấu đã kết thúc, dư lại chính là các ngươi. Nàng bước làm vãn hương cùng thêm nải không tăng giá đều cảm giác được một cổ lực áp bách nện bước đi tới Giang Kiều trước mặt ta có thể đem mấy cái thời không trung. Mặt khác ở thu thập thần cách mảnh nhỏ người nói cho ngươi, nhưng còn có một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Giang Kiều cảm giác được vị này sơ đại vệ thần chi thần đã không có bất luận cái gì lực công kích, nàng tồn tục chỉ là bởi vì một cái chấp niệm, vì chờ đợi Giang Kiều mà đến chấp niệm. Điều kiện chính là, nàng đột nhiên vương tay, nhẹ nhàng bưng kính Giang Kiều gương mặt, lại Giang Kiều còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, liền cảm giác miệng mình bị một cổ lạnh lẽo thả mềm mại cảm giác cấp chiếm cứ. Ngô Giang Kiều hồi qua thần tới, trước mắt chính là vị này sơ đại vệ thần chi thần mặt, bên cạnh thêm nãy không tăng giá cùng vãn hương thấy một màn này tất cả đều tiến vào linh hồn xuất cứu trạng thái giờ khắc này Giang Kiều ý đồ tránh thoát, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng, nàng sức lực xa so Giang Kiều trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Đây là một lần trường tới rồi làm Giang Kiều hít thở không thông hôn, cuối cùng nàng lực lượng lớn đến đem Giang Kiều môi cấp giảo phá sau mới buông ra Giang Kiều. Khụ khụ, Giang Kiều lui về phía sau mấy bước lau chùi một chút miệng mình, có chút không thể tưởng tượng nhìn vị kia sơ đại vệ thần chi thần. Nhưng vị này sơ đại vệ thần chi thần đã không thèm để ý Giang Kiều, nàng đem ánh mắt nhìn về phía ở Giang Kiều bên cạnh cũng tiến vào linh hồn xuất khiếu trạng thái hạ hải lam tranh đua một chút, tương lai ta, địa phương khác kế thừa ta thần cách người đều so ngươi hảo đến nhiều. Trên mặt nàng mang theo thỏa mãn miễn cười nói, nụ hôn này. Ta liền trước giúp ngươi hôn. Nàng giọng nói rơi xuống thời điểm, thừa dịp thêm nãy không tăng giá còn không có thiết sản đến cùng bạo trạng thái, thân ảnh của nàng cũng đã biến mất ở Giang Kiều cùng Hải Lam trước mặt. Mới vừa. Vừa rồi, vãn hương cả người đều ngốc ở tại chỗ, ngay cả nói chuyện đều không rõ ràng lắm. Đừng nói nữa, ta hiện tại liền đi dùng nước bùng tẩy miệng. Giang Kiều cũng có loại chính mình bị xâm thực phạm vào cảm giác, nhưng kia một cái hôn cấp Giang Kiều cung cấp một cái thực mấu chốt tình báo. Đó chính là vệ thần chi thần thần cách mảnh nhỏ nhưng không ngừng Giang Kiều nơi tinh đồ như vậy một ít, ở mặt khác song song thời không trung còn rơi rụng dư thừa, sơ đại vệ thần chi thần cấp Giang Kiều thời gian tọa độ trung có rất nhiều. Thần cách mảnh nhỏ người thu thập. Trong đó đệ nhất vị chính là song song thời không mi nữ vương, vị kia mi nữ vương thành công thu thập tới rồi nhiều cái thần cách mảnh nhỏ làm chính mình quốc gia lại lần nữa khôi phục sức sống. Tóm lại, muốn từng bước từng bước bái phỏng đi qua sao? Giang Kiều cảm giác nhiệm vụ này so với chính mình trong tưởng tượng muốn gian khổ, các loại ý nghĩa thường. Chương 619, tâm sự gần nhất đổi mới vấn đề, còn có song bổn. Trước nói một câu trong lòng ta lời nói, ta cảm thấy sách này ở 500 chương niết bàn để đăng phong, tạo cực cảnh, nơi nào nên kết thúc, nhưng mặt sau còn có một ít cốt truyện tuyến tịch thu, cũng có cái niệm tưởng cho nên liền viết xuống đi. Đến nỗi vì cái gì nên kết thúc, bởi vì từ kia một chương bắt đầu, đa số chủ yếu nhân vật đều đã là hoàn thành thức nhân vật mặc kệ là triệu minh duy vẫn là hát qua nấu thịt vẫn là quyển tàng vân bọn họ cốt truyện tuyến kỳ thật đã kết thúc kế tiếp cái gì cảnh giới tăng lên chiến đấu đột phá này đó đều chỉ là lặp lại 500 chương đồng dạng cốt truyện mà thôi ta là một cái không thích viết lặp lại cốt truyện lấy tới điên cuồng thủy tác giả như vậy viết thực nhẹ nhàng có thể lại viết cái 500 vạn tự đều không có cái gì vấn đề nhưng ta chính mình viết lặp lại cốt truyện cùng kịch bản khi đều cảm thấy có chút ghê tởm xem quyển sách này người đều biết phía trước bộ phận mỗi một chương đều là hữu dụng có thể sử dụng thủy tới hình dung chương thiếu chi lại thiếu. Quyển sách này kế tiếp tưởng viết xuống đi nói chỉ có thể thủy, lặp lại phía trước kịch bản. Ta cũng có không lặp lại phía trước kịch bản phương pháp, đó chính là đánh vỡ thường quy, tỉ như giết chết đã hoàn thành nhân vật, như là Triệu Minh Duy. Hắn bỏ mình hoặc là làm phản nói có thể làm cốt truyện tiếp tục có chút nhưng viết. Nhưng cũng không khả năng, sách này nhạc dạo chính là sung sướng hướng, chủ yếu nhân vật cũng không thể chết hoặc là qua đời. Cho nên cốt truyện tuyến cứ như vậy tạp trụ, vô pháp tiếp tục về phía trước, bởi vì sở hữu đồ vật đều đã có. Quyển sách này xem như ta một cái tiểu giáo huấn đi, cũng cho ta học xong rất nhiều đồ vật. Tuy rằng trước mắt cốt truyện tuyến còn không có kết thúc, nhưng thực tế thượng đã xem như nửa kết thúc trạng thái. Song song thế giới chỉ là vì tra lậu bổ khuyết, cho đại gia xem một chút một khác chút khả năng có ý tứ phát triển, mỗi một chương đều tương đương với một ít đặc thù tiểu truyện xưa đi, đổi mới khả năng có chút thông thả, đại gia coi như mỗi cách một đoạn thời gian nghe một cái tiểu chuyện xưa đến đây đi. Tại đây lúc sau câu chuyện này cũng đã kết thúc sách mới khả năng sẽ ở sắp tới cùng đại gia gặp mặt, hạ quyển sách ta tận lực đem tiết tấu thả chậm một chút, không cần viết đến nhanh như vậy, học tập một chút thủy cốt truyện phương thức, ít nhất. Có thể viết trường một ít, ta cũng không trông cậy vào 500 vạn, khiêu chiến một chút 300 vạn đi. Đương nhiên sẽ không cái loại này thủy mạng kim sơn hình thức, nên đẩy cốt truyện vẫn là muốn tiếp tục đẩy. Tóm lại cảm tạ đại gia cho tới nay làm bạn. Chương 620, tâm sự gần nhất đổi mới vấn đề. Trước nói một câu trong lòng ta lời nói, ta cảm thấy sách này ở 500 chương niết bàn để đăng phong tạo cực cảnh nơi nào nên kết thúc nhưng mặt sau còn có một ít cốt truyện tuyến tịch thu cũng có cái niệm tưởng cho nên liền viết xuống đi đến nỗi vì cái gì nên kết thúc bởi vì từ kia một chương bắt đầu đa số chủ yếu nhân vật đều đã là hoàn thành thức nhân vật mặc kệ là triệu minh duy vẫn là hát qua nấu thịt vẫn là quyển tàng vân bọn họ cốt truyện tuyến kỳ thật đã kết thúc kế tiếp cái gì cảnh giới tăng lên chiến đấu đột phá này đó đều chỉ là lặp lại 500 chương đồng dạng cốt truyện mà thôi Ta là một cái không thích viết lặp lại cốt truyện lấy tới điên cuồng thủy tác giả, như vậy viết thực nhẹ nhàng, có thể lại viết cái 500 vạn tự đều không có cái gì vấn đề. Nhưng ta chính mình viết lặp lại cốt truyện cùng kịch bản khi đều cảm thấy có chút ghê tởm, xem quyển sách này người đều biết, phía trước bộ phận mỗi một chương đều là hữu dụng, có thể sử dụng thủy tới hình dung chương thiếu chi lại thiếu. Quyển sách này kế tiếp tưởng viết xuống đi nói chỉ có thể thủy, lặp lại phía trước kịch bản. Ta cũng có không lặp lại phía trước kịch bản phương pháp, đó chính là đánh vỡ thường quy tỷ như giết chết đã hoàn thành nhân vật như là triệu minh duy hắn bỏ mình hoặc là làm phản nói có thể làm cốt truyện tiếp tục có chút cao trào nhưng viết nhưng cũng không khả năng sách này nhạc dạo chính là sung sướng hướng chủ yếu nhân vật cũng không thể chết hoặc là qua đời cho nên cốt truyện tuyến cứ như vậy tạp trụ vô pháp tiếp tục về phía trước bởi vì sở hữu đồ vật đều đã có quyển sách này xem như ta một cái tiểu giáo hướng đi cũng cho ta học xong rất nhiều đồ vật tuy rằng trước mắt cốt truyện tuyến còn không có kết thúc nhưng thực tế thượng đã xem như nửa kết thúc trạng thái song song thế giới chỉ là vì tra lậu bổ khuyết cho đại gia xem một chút một khác chút khả năng có ý tứ phát triển mỗi một chương đều tương đương với một ít đặc thù tiểu chuyện xưa đi đổi mới khả năng có chút thông thả đại gia coi như mỗi cách một đoạn thời gian nghe một cái tiểu chuyện xưa đến đây đi tại đây lúc sau câu chuyện này cũng đã kết thúc sách mới khả năng sẽ ở sắp tới cùng đại gia gặp mặt hạ quyển sách ta tận lực đem tiết tấu thả chậm một chút không cần viết đến nhanh như vậy học tập một chút thủy cốt truyện phương thức ít nhất có thể viết trường một ít ta cũng không trông cậy vào năm trăm vạn khiêu chiến một chút 300 vạn đi. Đương nhiên sẽ không cái loại này thủy mạng kim sơn hình thức, nên đẩy cốt truyện vẫn là muốn tiếp tục đẩy. Tóm lại cảm tạ đại gia cho tới nay làm bạn. Bổ sung, về thế giới quan mở rộng vấn đề, sách này sản điểm bản thân viết chính là trò chơi cùng hiện thực chi gian vi diệu khoảng cách, như là tai ách phu nhân đến hiện thực đi, thánh linh người chơi ở trong hiện thực địa vị được đến đề cao từ từ. Đây mới là sách này trung tâm sản điểm, đến nỗi tinh đồ tranh bá này đó chỉ là cốt truyện đẩy mạnh tất yếu đưa người chơi ở hiện thực xã hội địa vị đã tất cao đến trình độ nhất định khi trên cơ bản cũng đã tới rồi nên xong bổn thời điểm